Alo, thành phố Hồ Chí Minh đâu ạ? Dạ em nghe anh ạ. Rồi, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy ạ? Dạ em, câu hỏi của em là em về tình cảm á anh. Em có cái người yêu thì năm nay thì em 40 tuổi, người em yêu á thì 44 tuổi. Rồi. Đến em 4 tuổi thì cái người này với em á thì hai người thì thương yêu nhau lắm. Rồi 3 năm nay rồi thì em tính dự định làm đám mà ngay cái mùa dịch bệnh chỉ thị 16 á. Rồi. Thì em kẹt ở thành phố em không về được. Thì người Rồi. yêu của em á kêu em là phải lội bộ về đi, em không dám lội. Rồi. Thì đúng một ngay đó là em còn nhớ là ngay rằm tháng 7 âm lịch á, thì nói Rồi. là có người đã bỏ bùa, có ông anh nó bỏ bùa bị người yêu của em là bán số đề, Ừ. rồi anh nó anh mua số đề trúng đâu được 600 triệu rồi đó, nói anh nó bỏ bùa chút xíu là theo anh đó rồi, mà anh nó có vợ có con rồi. Rồi. Thì nói có bà bạn á, bà bạn của cái người yêu em á làm thầy nó gỡ ra được. Em nói thì em nó cũng mừng lắm, rồi nói giờ ảnh trúng 600 triệu và ảnh mua lại ảnh thua hết rồi, ảnh thiếu lại 20 triệu nữa. Em mới phát hiện ra là hai người á là có tình cảm với nhau, rồi em mới qua chỉ thị 16 em về, thì tối ngủ với em là hai người á kết điện thoại nói chuyện với nhau, rồi em buồn quá trời, rồi cái em mới trở lên thành phố này em nhịn 2 tuần lễ em nhịn lắm, mà anh biết hai người nói chuyện nhau hoài em buồn quá đi. Cái có một hôm đó là em giận quá em nói là em với ảnh vậy là một cái đúng đạo lý làm người này kia, rồi em nói nặng quá rồi bây giờ rồi chia tay với em luôn. Rồi, thế bây giờ mong Dạ muốn điều gì ở chương trình? dạ em nhờ chương trình á là cho em có lời khuyên á, tại em hứa là em làm em gửi tiền về cho người em thương nhưng mà bây giờ người nó không có nhận nữa, nhưng mà em cũng vẫn gửi. Tóm lại là cô ta quyết tâm đã bỏ bạn bởi vì bạn nói thôi nhau đi đúng không? Và chỉ có mỗi bây giờ hiện tại là mình bạn là cảm thấy là nuối tiếc cái mối tình này đúng không? Dạ em thương quá em bỏ không được rồi. Còn cô ta thì cũng cắt đứt liên lạc với bạn luôn sau Dạ khi bạn chặn nói chia Zalo, tay. chặn cuộc gọi em luôn. Dạ Rồi, ok, tôi hiểu rồi. Và bạn thì vẫn ở thành phố, còn cô ta thì ở tỉnh nào? dạ ở Sóc Trăng á. Ở Sóc Trăng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ rồi, chào em. dạ em chào anh Linh Đoàn ạ. Mình 40, có vợ bao giờ chưa? Dạ em có vợ 2 con rồi, mà vợ em thì bỏ em đi 7 năm nay cũng có chồng ha. Trời ơi, sao cứ ai đến với mình rồi cũng bỏ thế? Dạ. Thế hai đứa con với vợ lớn bây giờ đâu rồi? Cuộc sống của các cha con thế nào? Dạ ở với ngoại anh. Thế à? Còn mẹ Dạ. thì đi lấy chồng khác, còn Dạ mình mẹ em hai lấy con chồng, nhà hai mình đời ở chồng với rồi. ngoại. Còn Dạ. ba thì lang thang yêu cô, cái cô mà hơn 4 tuổi rồi đi Dạ. làm ở trên Sài Gòn, được đồng nào thì gửi về cho cô ấy. Dạ hồi trước thì không có gửi anh, hồi 3 năm về trước thì em không có gửi, em chỉ lo cho con em thôi, em thương con em thương Rồi vợ rồi. lắm, em cứ trông vợ trông con về không mà. Thì em cũng cứ nói là anh quen em chứ anh cũng vẫn còn thương vợ thương con. Thì cái người đó nói nếu mà anh kêu vợ con anh về đi, chứ vợ còn con sẵn. Cái vợ con ấy thật Dạ. ra là bỏ đi hay là ly hôn ấy nhở? Dạ vợ em bỏ đi rồi sau này về ly hôn với em luôn. À có, tức tóm lại ly hôn rồi chứ không phải Dạ. là chỉ bỏ đi rồi có một ngày nào đó về đúng không? Dạ. Các cháu lớn chưa? Hai đứa kia kìa, đứa ở với Dạ ngoại ấy. cháu lớn thì 16 tuổi, cháu nhỏ thì 8 tuổi ạ. Trời ơi, thế xong rồi ba thì chả lo gì cho con. Em thương quá rồi, người ta đòi chia tay em hứa em sẽ lo nên À, em muốn mới lấy tiền mới để mới bù mới đây đắp. ạ. Nếu là nối lại thì anh sẽ cho tiền đấy, đại khái thế đúng không? Nhưng Dạ. mà em thua rồi, em không không thắng nổi cái anh thắng vé số 600 triệu. Chả có bùa ngải gì đâu. Người em thương là bán số đề cho anh đó. À ừ thì bán số đề và anh ấy Dạ thắng mà anh 600 triệu. đó thì anh đó anh trúng rồi anh thua lại hết ạ. Thôi cái việc kệ của người ta, nhưng mà người ta ăn nằm với nhau và người ta thấy thích. Còn Dạ. thì em thì chỉ có thương yêu thôi chứ cũng chưa làm cho người ta đã đời. Cái chị 44 mà hơn em mấy tuổi thì chị lấy mấy chồng rồi, có nhiều con không? Dạ chị chồng chỉ mất năm 2017 có À đứa con cũng ừ 19 tuổi ạ. rồi chồng mất và chị thì ngồi bán số đề và cũng có. Em chắc cũng chẳng phải một mình em đúng không? Em ở trên Sài Gòn như thế, chị ở nhà làm sao mà chị chịu được? Cho nên là sẽ có những anh mà đánh số đề hay bị mua vé số ra khách hàng mà. Hai đứa cũng hứa hẹn là làm đám đó nhưng mà ngay mùa dịch này không có làm được. Thôi, giữa lời nói với lại thực tế nó không phải lúc nào nó cũng đi cùng. Hứa thật Dạ. nhiều, thất hứa cũng thật nhiều. Em Dạ. thì có lẽ là người cứ mãi làm mãi ăn, sau cái lần mà người vợ bỏ đi mình cũng cô đơn không mở lòng để có thể tiếp đón một người nào đấy. Em chỉ cần thế này thôi, với một cô nào bình thường được đang làm công nhân ở khu công nghiệp
tối thì trọ ở Sài Gòn, mình thì làm gì thì làm mướn gì, làm thuê gì cũng được, tối về nhà trọ, cô ấy thì làm ở Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai gì đó đi, nó có thể gần gũi nhau, tối về xì sụp nấu cơm ăn với nhau để nó hâm nóng lại một cái cuộc sống gia đình, thương hay không thương nhưng mà nương tựa vào nhau và mình không thấy nó cảnh cô quạnh cô đơn. Giờ cứ bò ra ở trên Sài Gòn kiếm ăn xong rồi lại lo ở nhà một cái bà chị, không biết bà có thủy chung với mình hay không. Dạ, em tất nhiên là nói về chuyện yêu đương tình cảm thì nó khó nói. Đôi khi là gần thì chả yêu được mà yêu xa tít mù khơi. Nhưng mình không còn ở cái tuổi 19 đôi mươi để mà mình mộng mơ hão huyền rằng là anh thề anh sẽ lấy em, chúng ta sẽ về chung một nhà, nếu không có dịch Covid chúng ta sẽ làm đám trong thời gian tới. Thôi em ạ, nha. Bây giờ mình không hát cải lương nữa và cũng bớt bolero đi. Không có cách gì để lôi cái người phụ nữ đã đi theo một người đàn ông mà làm cho cô mê mẩn đâu. Hay là bị bỏ bùa vậy đó. Em không có bùa biết gì em ơi, cái bùa lớn nhất là anh ta có cái được cái hấp dẫn làm cho cô ấy mê mẩn đi đấy, cái bùa to tướng đấy. Hãy lo đấy cho mình. Còn cô ấy 44 tuổi, bằng tuổi chị của bạn rồi, cho nên cô ấy thừa biết rằng là người đàn ông nào mang lại cho cô hạnh phúc, ngồi đấy mà lo rằng em sợ cái người này không thật lòng. Trời ơi, cô ấy biết là cô ấy cần cái gì. Chồng cô cũng đã có rồi, con cô cũng 19 rồi, bây giờ cô cần một sự ấm áp, cần một người đàn ông, cần một người mạnh mẽ, rắn giỏi ở bên cạnh. Có thể cho tiền, có thể không cho tiền cũng được, nhưng cho cô được làm phụ nữ hạnh phúc. Còn mình thì nó còn rất là xa vời, rất là khó khăn. Anh này thì có gia đình rồi ạ. Rồi, người ta đôi khi ăn vụng ăn trộm lại ngon, cái việc ấy của người ta. Mình không lo được cho người ta, bây giờ mình quay lại mình lo cho mình đi nhá. Thời gian nó sẽ làm cho em có thể nguôi ngoai đi. Tuổi này rồi tìm kiếm người yêu, tìm kiếm người thương, tìm kiếm một người sẽ tiến tới hôn nhân ở gần gần ấy, nhìn rõ là người chịu khó làm ăn, khỏe mạnh, rắn giỏi. Mà em quá thương nên em cũng không biết làm sao. Thôi thương rồi nhưng mà rồi chả cứ ngồi đấy mà thương đến bao giờ. Thương mình đi nhá. Mình đôi khi mình cứ nghĩ mình thương ai đó, nhưng mà cái người đáng thương nhất lại chính là bản thân mình. Nghe chưa? Rồi bạn đã nghe rõ rồi chứ. Chúc bạn luôn luôn gặp nhiều điều may mắn nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Phước. Dạ, cho em xin hỏi là em đi khám ở bệnh viện ung bướu á. Rồi. Thì người ta nói là em bị bướu sợi tuyến vú. Bướu sợi tuyến vú đúng không? Dạ. Rồi sao nữa? Rồi thì đã phẫu thuật rồi 2 năm rồi, nhưng mà người ta cho hàng tháng là ví dụ như 3 tháng đi tái khám một lần. 6 tháng tái khám một lần thì cũng không có phát hiện gì, chỉ uống thuốc thôi. Nhưng mà giờ cái tình hình dịch bệnh này, em đi lên Sài Gòn em sợ, mình biết mình để lâu quá thì nó có sao không ạ? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem cái chuyện mà đã mổ u sợi tuyến vú à? Dạ. Không tái khám thường xuyên có ảnh hưởng gì không nhá? Chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ trả lời câu hỏi này cho bạn. Chị chào em. Dạ, em chào chị. Lo lắm nhỉ. Cái gì mà cứ dính đến u biếu là mình cũng rất là ngại. Và thật sự em lo là đúng mà, đúng không? Nhưng mình lại đã được phẫu thuật rồi. Thế và năm nay em bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ, em 45 chị ơi. 45 à? Em hành kinh em còn không? Dạ, con chị bình thường. À, tốt quá. Thế em bị biếu sợi tuyến vú này thì một bên à? Dạ, một bên, với là giờ một bên thì nó có nhiều cái nang rải rác. Thế và bên kia thì phẫu thuật bao nhiêu năm rồi? Dạ, cháu thuộc được 2 năm rồi chị ạ. Sau phẫu thuật thì hiện nay cái bên mà phẫu thuật nó vẫn tốt đúng không? Nó không xuất hiện cái gì lạ hoặc là nó không có hạch ở đâu hết. Em đi khám thường xuyên, chỉ có năm này là từ đợt tháng 3 đến giờ là người ta cho là tới tháng 9 đi khám, mà giờ trễ mấy tháng em cứ sợ. À, tức là bác sĩ cứ hẹn em là 6 tháng thì khám lại một lần đúng không? Dạ. Thế và bác sĩ cho em uống thuốc gì em có biết không? Dạ em không có rõ, chỉ cái mua uống thuốc về thì đi theo đơn uống vậy thôi. Bệnh viện Ung Biếu Thành phố Hồ Chí Minh à? Dạ. Cái mà tầm soát ý, thì đúng là nó cũng rất là cần thiết. Mỗi một lần tầm soát thì bác sĩ sẽ kiểm tra xem cho em là cái chỗ mổ cũ nó có vấn đề gì không. Nó có xuất hiện những cái dấu hiệu nghi ngờ khác không? Ví dụ nó có xuất hiện u ở chỗ khác không? Rồi kiểm tra toàn bộ hệ thống hạch cho em, xem là hạch của em nó có vấn đề gì không. Và đặc biệt là kiểm tra cả cái bên mà không phải phẫu thuật ý. Thế và cái bên đấy cho dù chưa bị u gì nhưng mà hiện tại thì mình cũng đang có rất nhiều các cái nang rải rác đúng không? Các cái nang tuyến vú. Tuy nhiên thì trong cái tình hình dịch bệnh như hiện nay thì kể cả em muốn đi khám nó cũng khó mà. Nhất là cái giai đoạn tháng 9 cũng là giai đoạn dịch rất là căng thẳng.
em có lên người ta cũng chẳng khám cho em, đúng không? Trừ những trường hợp cấp cứu, còn những cái trường hợp mà tái khám như thế này. Một số những trường hợp có những bệnh nhân thậm chí là đang trong giai đoạn điều trị, nếu không liên quan gì đến ngoại khoa, không liên quan gì đến xạ trị hoặc là dùng các cái loại mà chuyên biệt ý, thì thậm chí là người ta còn còn phải tạm dừng, tạm hoãn cái điều trị đấy. Thế cho nên là mình, bác sĩ hẹn mình tháng 9 mà bây giờ mình chưa đi thì mình cứ yên tâm thôi nha. Cho em nói thêm chút nữa là em ý là mổ là lấy ra xét nghiệm rồi, em không có không phải là ung thư lành tính thôi, là không có đấy, chỉ là biểu hạt huyết gì hết. Chính vì thế thì mới tái khám 6 tháng một lần là vì như vậy. Bởi vì là cho phép như thế, chứ còn nếu như mà người ta chẩn đoán cho mình là ung thư chẳng hạn thì cái thời gian tái khám nó không phải là 6 tháng, nó phải là 1 tháng hoặc là 2 tháng tùy theo cái đáp ứng điều trị đối với từng bệnh nhân thì sẽ có những cái tái khám khác nhau. Thế của mình chính vì nó lành như thế cho nên là mới hẹn 6 tháng để người ta kiểm tra cho mình lại và phát hiện sớm những cái bất thường khác. Thế và bây giờ thì cứ ăn Tết xong, nếu mà tình hình dịch bệnh nó ổn, có điều kiện thì em quay lại em tái khám cũng không lo đâu nha. Cứ yên tâm. Thế nhưng nhưng em cũng phải biết cách tự khám. Năm nay em 45 tuổi thì em phải biết cách tự tầm soát để mà phát hiện sớm các cái khối u cục khác ở ngực của mình. Sau khi sạch kinh 3 ngày thì em nên tự khám. Phương pháp nó khám như thế nào hoặc là cách tầm soát như thế nào thì hôm nào em có thể ra ngay chỗ trạm y tế của xã, thì ở đấy có cái nữ hộ sinh hoặc là cái người mà bác sĩ sản thì càng tốt, còn không nữ hộ sinh, người ta sẽ hướng dẫn cho em cái cách em tự khám vú như thế nào để có thể phát hiện sớm được những cái u cục ở ngực của mình nhá. Và khi phát hiện cái dấu hiệu bất thường thì lập tức mình phải đi kiểm tra ngay ở bệnh viện ung bướu. Thế còn mình cứ tự tầm soát rồi đến cứ khoảng độ 3 tháng nữa, nếu mà tình hình dịch bệnh nó ổn, có điều kiện thì em đến bác sĩ, người ta sẽ kiểm tra cho em. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Rồi. Em cảm ơn bác sĩ. U bạn đã mổ là u lành tính, đâm ra cái thời gian tái khám có thể kéo dài hơn một chút cũng không sao nhá. Xin chào bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Em chào các anh chị chương trình ạ. Chào bạn. Dạ vâng ạ. Câu hỏi của bạn là gì? Dạ em có một câu hỏi em muốn nhờ chuyên gia tư vấn giúp. Em lấy chồng từ năm 1996 ạ. Hai vợ chồng em đã sống được với nhau 25 năm. Rồi. Nhưng từ khi về lấy chồng, chồng em phú phu. Chồng em mỗi khi giận cho bố mẹ hoặc bà thường lỗi em ra. Chửi mắng có khi còn đánh em. Và mỗi lần uống rượu cũng vậy. Và cách đây một năm, hôm 30 tháng 4 con em đi viện ấy. Em đi chăm con. Tình cờ em gặp được người yêu cũ. Chúng em đã quen nhau được 5 tháng nhưng chúng em chưa bao giờ cầm tay nhau dù chỉ một lần thôi. Nhưng người đó thì rất yêu em, còn em thì bố mẹ cho là anh ấy mồ côi nên không cho không cho em quen ấy. Rồi, bắt em chia tay. Rồi. Và anh ấy cầu xin em bảo là tới thăm con em rồi, cầu xin em bảo là cho anh xin một tấm hình làm kỷ niệm. Cũng chỉ là em dạy dỗ em không suy nghĩ nên em đã ngồi gần và cho anh chụp một tấm hình chỉ vậy thôi. Sau về vợ anh ấy phát hiện ra và kết bạn Facebook với chồng em ấy. Rồi là nói này nói nọ, nói là em dụ dỗ chồng người ta rồi dắt nhau đi nhà nghỉ rồi lung tung. Và chồng em ghen. Rồi. Ghen nhưng mà không có nói với em ấy. Mà chồng em tính là hay ghen, từ lúc vừa mới cưới em cũng ghen rồi, thấy em mặc đẹp cũng ghen. Rồi. Dạ, rồi là sau là cứ kiếm chuyện mâu thuẫn ấy. Rồi một hôm anh uống rượu về, anh ấy đang nghe em giao lưu hát cho nhau nghe đó anh.
anh mắng em, anh đuổi em, bảo là không được ở nhà này nữa, đi khỏi nhà này, đi ra Hải Phòng, lúc đó con gái em đang làm ở đấy. Dạ, làm rồi em làm hồ sơ, sau đó em đi, đi làm đấy được hơn một năm rồi. Nhưng mà em vẫn hay về, nhưng chồng em vẫn không bỏ qua cho chương trình giúp đỡ, tư vấn giúp đỡ. Tóm lại là bây giờ bạn ở Hải Phòng đúng không? Dạ không ạ, em đang làm việc ngoài Hải Phòng ạ. Rồi, cùng với con gái. Con gái có chồng chưa? Con gái em chưa có chồng, con gái em nghỉ làm về đi học nghề tháng 12 năm ngoái rồi anh. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ em năm nay bắt đầu 44 ạ. Rồi và lấy nhau được bao nhiêu năm? Em lấy được 25 năm. 25 năm rồi. Thế thì anh ý ở Thanh Hóa với ai? Bây giờ anh ở nhà với con em ạ. Là cậu lớn à? Cả con trai, cả con gái em học nghề nhưng bị tai nạn về hơn tháng anh. Rồi, tức là có hai vợ chồng có hai đứa con thôi đúng không? Dạ. Ừ, vâng, chắc là con trai cũng lớn rồi à? Con trai em 24 tuổi anh, con gái 20 ạ. Con trai lấy vợ chưa? Chưa anh ạ. Rồi, tức là ba bố con đang ở với nhau đúng không? Còn riêng mình mẹ thì ở Hải Phòng. Bây giờ em thì bạn mong muốn điều gì? Mong muốn về Thanh Hóa hay là gì? Em không muốn bỏ gia đình nhưng mà chồng em cứ như vậy, em sống 25 năm nay em vất vả lắm anh ơi, em chỉ có khóc thôi. Rồi, phải bình tĩnh thì mới nghe chúng tôi tư vấn được nhá, không khóc nữa nhá. Bất hạnh thì cũng bất hạnh lâu rồi chứ không phải bất hạnh hôm qua nhá. 25 năm bạn đã chịu đựng rất là nhiều rồi. Bây giờ anh Đinh Đoàn sẽ giải tỏa cho bạn nhá. Dạ vâng, em cảm ơn chương trình. Rồi, xin chào. Dạ, em chào anh ạ. Thôi thì nói thì có thể buồn nhưng mà mình đúng là 25 năm nay là nạn nhân của bạo lực gia đình. Dạ đúng rồi anh ơi. Bằng mọi hình thức, bằng mọi lý do, đấm đá, chửi mắng, đánh, có lý do hay không lý do, tất cả chỉ vì có thể là người đàn ông gia trưởng tức cãi nhau với bà của anh thì lôi mình ra đánh, cãi nhau xích mích với bố mẹ anh thì anh cũng lôi mình ra đánh. Mình là cái thớt, là cái giận cá chém thớt mà. Đấy, bởi vì cho rằng là vợ chả là cái quái gì, vợ là cái con bị bông. Bởi vì anh ấy chả đánh được bà anh ấy, không đánh được bố mẹ anh thì chỉ có đánh đến mình thôi. Thế trong con mắt anh thì mình cũng chả có vấn đề gì. Và nghe kể lại thôi, bây giờ cũng đã không còn cùng ở bên cạnh, lúc này không bị đánh. Mà nghe kể lại những năm tháng mà sống chung 25 năm nay cũng đã thấy rất là cực rồi. Đấy là kể cả trước đây chưa có cái vụ mà bị ghen tuông mà cũng đã rất là khổ sở rồi. Thì cộng thêm cái người đã vốn gia trưởng, đã ích kỷ, đã hay gây bạo lực thì hay kiếm cớ. Thế và chắc chắn rằng cái vụ vừa rồi ấy là vô tình thôi, gọi là tình ngay lý gian. Mà mình thì chưa được cái gì, nhưng mà rồi trong con mắt của vợ của cái anh bạn người yêu cũ ấy thì sẽ dựng lên rất là nhiều thứ, và đây lại là cái cớ để chồng bạn sẽ đánh bạn nhiều hơn nữa. Tao đánh cho mày chừa rồi, là đánh thế mà mày cũng còn phải thế nọ thế kia. Mình thì tình ngay lý gian, cãi làm sao được nữa. Anh cũng không đánh em đâu. Nhưng mà anh cứ mỗi có lần có rượu anh lôi ra và đánh, không có trời rượu thì không được gì hết. Rồi, và rượu thì lại thường xuyên hơn là không có rượu đúng không? Anh ấy vẫn đi làm bình thường nhưng mà hay uống rượu nhiều lắm anh ạ. Một năm nay ấy. Rồi. Thế thì mình cũng đã xin rồi, mà thực ra lỗi anh chưa có, nhưng mà cũng cứ xin. Thế còn anh ấy hành mình 25 năm nay anh chưa một lời nào xin lỗi. Còn mình thì có một cái vụ việc mà chẳng đâu vào đâu, tình ngay lý gian ấy, mình cũng đã nhún đến mức độ mình cầu xin rồi, nhưng anh vẫn cố chấp, anh chẳng bỏ qua. Anh mình đi làm xa, một người vợ mà có hai đứa con sống với nhau hai mấy năm, bây giờ tống vợ đi làm ăn xa một mình, thân gái ở Hải Phòng chẳng biết rằng ra đấy làm cái gì, ăn cái gì, ở trọ ra làm sao, biết đâu lại còn sơ sẩy cái gì thì sao, mà anh cũng có thèm quan tâm đâu. Vậy thì mình trong con mắt anh ấy có cũng như không. Đó, đấy là mình phải biết rằng mình là cái gì ở trong mắt người ta. Giá như lúc ấy điên lên thì nói thế, nhưng mà em ra Hải Phòng em làm được một tuần thì anh ấy gọi điện anh khóc mếu, anh xin lỗi rằng là anh sai rồi, xong rồi anh cứ bảo em là về đi để chúng ta bắt lại từ đầu. Thôi thì nghe nó còn an ủi được. Còn đây mình tóm lại là nó chả là cái gì cả. Anh ơi cho em nói. Bởi vì là từ bố anh ấy cũng gia trưởng anh ạ, gia đình này gia trưởng ấy. Rồi. Năm 2003 em sinh được con gái em 2 tuổi. Bắt đầu cái tính bố chồng em thì bắt em phải nói dối với hàng xóm, nhưng mà em cũng nói dối được, em nói thẳng ấy. Nói dối cái gì? Cái kiểu là quê bọn em thì trồng lúa, mà lúa thì sắp hết. Em nói với hàng xóm bảo là cũng sắp hết rồi. Nhưng mà ông nội mắng là bảo nói như vậy người ta cũng không cho, mà nói thêm người ta cũng chẳng lại xin. Tóm lại là dân sĩ diện, nhà thì nghèo nhưng vẫn phải tỏ ra là nhà còn đầy thóc. Hôm qua phải đổ đi một ít đúng không? Lại bắt đầu
rồi là bảo chồng em là bỏ đi để lấy người khác. Lúc đó em đã cầm đơn và em đã viết đơn gọi các ban ngành đoàn thể ở làng về. Nhưng mà lúc đó con em đó, còn nó bé còn quá. Em lại thôi em bỏ qua một lần đó. Thôi bây giờ thế này này, mãi mới thoát ra được khỏi cái lồng, cái chuồng kìm kẹp 25 năm nay. Nói đến thôi còn rưng rưng nước mắt, còn nấc lên thế này. Bây giờ đang có cuộc sống ít nhất cũng là tự do. Mình 40 mấy tuổi còn rất là trẻ, rất là khỏe. Mình tự làm, mình tự ăn được. Con nó cũng 20 mấy tuổi rồi, nó sắp lấy vợ đến nơi, mình sắp lên bà nội đến nơi rồi. Mình phải vui về điều đó chứ. Mấy tháng nay đi làm như thế không bị trận đòn nào đúng không? Vì chẳng có ai phi từ ở Thanh Hóa ra Hải Phòng để mà đánh. 3 năm nay anh 3 năm nay không được một không trận đòn em, nào. Nhưng mà anh kiểu là anh ấy toàn dùng những câu nói xúc phạm em thôi. Em đi làm này mỗi khi anh ấy giận anh nhắn tin anh nói em không ngủ được. Thôi, thế thì bây giờ lại còn mong muốn là quay trở về để mà chắc là nhớ đòn à? Cho nên là em có một nỗi khổ riêng là con gái em ấy, con gái em nó thiếu máu huyết tán, với là nó vừa mới bị tai nạn nó cách đây hơn 3 tháng ấy hả, em phải về chăm con, em tưởng là em về rồi em ở nhà luôn ấy, nhưng về mà, chưa ở nhà chưa, nhưng em ở nhà được gần 3 tháng, con khỏi, con đi học em lại đi, nhưng mà chỉ có được một thời gian thôi, em bảo anh ra lấy bảo hiểm rồi em về, nhưng mà anh bảo đi thì đi luôn, nên em thật sự em cũng không muốn về mà em chả biết giải quyết thế nào, mong anh ấy tư vấn giùm em ạ. Thì đây anh đang bảo rằng là người ta phải mừng vì 20 mấy năm nay ở trong một cái chuồng kìm kẹp, nay thoát ra được, 3 năm nay không được một trận đòn, không phải bị một trận đòn nào, chỉ có là mấy cái tin nhắn chửi rủa thôi. Bây giờ muốn nhận không nhận tin nhắn thì chặn số là sẽ hết. Mình tự làm, mình tự ăn, mình sống một đời tự do. Trước đây còn lý do con nó còn nhỏ, bây giờ nó cũng 20 mấy tuổi rồi, mình nó sắp có vợ có con rồi. Trẻ con chỉ 18 tuổi đã đủ trưởng thành rồi. Mình về cuối cùng mình cứ ngồi đấy mà khóc với suốt ngày bị ăn đòn thì rồi trong con mắt các con nó cũng khổ. Nó bênh bố thì chả nổi, mà nó thương mẹ thì cũng không xong. Thành ra trong một cái gia đình như thế, cái bố mẹ như vậy á, con cũng chẳng hạnh phúc đâu mà. Chắc là con gái nó cũng sẽ thương mẹ lắm đấy. Bởi vì đời con gái mà lấy chồng suốt mấy chục năm nay, từ lúc nó lớn đến giờ nó biết, nó chứng kiến nhiều lần mẹ phải khóc phải mếu rồi, cũng sẽ khổ tâm lắm ấy. Thế thì nghĩ lại đi, mình sinh ra không phải để bị hành hạ, để phải trở thành suốt ngày phải quỵ lụy người này người khác. Đời còn rất là dài, các con thì nó cũng chỉ ở trong vòng tay của mình một thời gian ngắn nữa thôi. Rồi gái cũng lấy chồng, trai cũng sẽ lấy vợ. Mình sống làm sao được với một cái người mà lúc còn trẻ, còn khỏe, còn làm ra tiền mà còn bị coi thường, bị đánh đập hành hạ như thế. Chỉ nếu như chẳng may trời bắt tội một lần nào đó mình ốm mình nằm đấy, có khi người ta còn bê ra để ngoài đường ấy. Đấy, mình phải nhìn nhận cái như thế. Cho nên là bây giờ tuy chưa muộn nhưng mà cũng là cái dịp mà để mà mình có thể nhìn nhận lại rằng mình cần gì, muốn gì. Bây giờ mà khỏe đi làm, trời cho phép mình làm đến đôi chục năm nữa, mình có tiền mình mua đến vài cái hợp đồng bảo hiểm, rồi là biết đâu mình lại may mắn lại gặp một ai người ta thương mình. Còn nếu không thương mình chăng nữa thì mình cũng vui vẻ đi, mình có tiền mình sống, mình kết bạn, mình giao lưu, mình không bị ăn đòn và không bị sỉ nhục. Đấy. Cảm ơn thế. Anh. Trong em trường muốn ly hôn nhưng mà em chỉ có thương con gái em thôi. Con trai em thì nó khỏe mạnh, chỉ có con gái em là nó thiếu cái nguyên máu huyết tán này. Rồi, em có về rồi em ngồi bị chồng đánh rồi ngồi đấy khóc thì cũng không vì thế mà con khỏi bệnh. Chính ra em đi làm ấy, em còn kiếm được tiền, có khi này mình còn có cơ hội là đỡ con nhiều hơn. Chẳng may mà ví dụ 1-2 năm tới mà cần phải phẫu thuật cái nọ, cần phải thay cái kia, nó cần đến 20-30 triệu. Lúc ấy bố cho một ít, mẹ bảo thôi mẹ đi làm mấy năm mẹ cũng có tiền tiết kiệm, mẹ cho con phần này và chẳng còn hơn là về mà ôm nhau cùng khóc à, đúng không? Rồi, chào bạn nhé, hy vọng bạn sẽ bình tâm nhé và giải quyết vấn đề một cách thấu đáo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Tĩnh. À vâng. Tôi đang nghe đây ạ. Anh ơi, em muốn hỏi em có cái bộ phận sinh dục nó cong ấy. Rồi, bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm sinh vào là 99. 99, sinh năm 99 đúng không? Nó cong khi mà nó cương hay là cong khi bình thường? Nó bình thường. Cong khi bình thường nó đã cong rồi á? Vâng, nó kiểu cong thẳng, nó vẹo về một bên. Nó vẹo về bên trái hoặc bên phải hay là lên trên hoặc xuống dưới? À, bên phải. À, tức là cái dương vật khi mình cương lên, chứ còn nếu mà nó xìu thì làm sao mà biết nó cong được đúng không? Khi cương lên thì thấy nó lệch về phía bên phải đúng không? Nó lệch nhiều không? Nó cũng không nhiều lắm. Không nhiều lắm à?
Rồi đã đi khám ở đâu chưa? À, em đi khám ở Nam Khoa. Ờ, thì họ bảo sao? Họ bảo là mình thấy đây phải phẫu thuật thế. Cong độ mấy? Họ có nói cong bao nhiêu độ không? Cong cỡ 20 độ vậy. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng, chị chào em. À, em chào chị. Em khi mà dương vật nó cương ý, thì nó cong như thế thì nó có đau không? À, không vậy. Nó không đau hả? Chắc mình cũng lo là sau này rồi nhỡ mình có bạn gái hay là mình quan hệ tình dục thì chắc nó sẽ khó khăn đúng không? Bởi vì nó cơ như thế thì mình lo nhất là sợ không biết mình có thực hiện được cái hành vi quan hệ tình dục không. Em đi khám Nam Khoa là khám ở đâu đấy? Khám ở Hà Nội. Khám Hà Nội, khám ở bệnh viện nào? Bệnh viện Việt Đức. Thế à? Ờ, thế và bác sĩ đã có chỉ định phẫu thuật rồi đúng không? Vâng. Thế thì bây giờ thì em còn muốn hỏi gì chúng tôi nữa? Cái này em muốn hỏi chị, em phẫu thuật nó có ảnh hưởng gì đến sinh lý không? Lo nhất là không biết nó có ảnh hưởng gì đúng không? Thứ nhất là bác sĩ ở khoa Nam Học của Bệnh viện Việt Đức đã có chỉ định phải phẫu thuật. Có nghĩa là cái độ cong của em ý, nó không còn ở cái mức độ gọi là cong sinh lý nữa. Hay nói cách khác là nếu như em không giải quyết cái vấn đề cong đấy thì sau này nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc quan hệ tình dục của em. Cho nên là người ta mới có cái chỉ định phải phẫu thuật nhá. Thứ hai nữa là quan trọng nhất bây giờ nó là cái nguyên nhân tại sao nó lại gây cong như vậy. Nếu như mà cái nguyên nhân nó chỉ là do bị một cái cân hoặc là một cái cơ nào đấy mà nó bị sơ hay là nó bị ngắn quá, nó làm cho khi dương vật cong nó không thẳng lên được hoặc là nó không ở tư thế sinh lý, thì nếu như mà là như thế thì khi phẫu thuật người ta sẽ chỉ tác động đến cái chỗ mà nó bị sơ hoặc là nó bị ngắn đấy, như thế thôi. Để cho giải phóng cái chỗ đấy ra thì dương vật của em nó sẽ thẳng lên được và nó sẽ trở lại tư thế như tư thế sinh lý bình thường nhá. Thông thường thì giải quyết những cái vấn đề này, nếu như nó chỉ là vấn đề ở ngoài thì nó chỉ đơn giản thôi mà. Người ta sẽ giải phóng cái chỗ mà nó bị ngắn quá hoặc nó bị chật hoặc nó bị hẹp đấy, thì là mình sẽ ổn thôi, em không phải lo đâu nhá. Còn nếu như đã có chỉ định rồi mà mình lại không phẫu thuật thì tôi e là sau này nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc quan hệ tình dục của em. Và em đã đến đúng địa chỉ rồi, em quay lại đấy để bác sĩ người ta sẽ kiểm tra lại kỹ cho em một lần nữa. Thậm chí có thể người ta sẽ phải kiểm tra sâu hơn ý, xem là cái mức độ của cái nguyên nhân mà nó gây cong như vậy là nó ở chỗ nào, nó ở mức độ nào, và người ta sẽ quyết định là sẽ xử lý cho em. Và em cần phải đi sớm đi, bởi vì nếu như mà nó chỉ là những cái nhỏ, những cái ban đầu thì mình giải quyết nó sẽ nhanh. Chứ còn nếu em để lâu, và một năm nay thì em cũng đã 22 tuổi rồi, một vài năm nữa thì em sẽ có cái quan hệ tình dục, thì lúc đấy nó để càng lâu thì nó sẽ càng ảnh hưởng nhá. Dạ, cái này em hỏi chị tí, cái này là em vẫn đến phẫu thuật thôi. Ừ, em đi đi. Nhưng mà cháu em làm rồi mà. Ừ, thì tốt em nhất là em đã phẫu thuật rồi ấy gì? Vâng, em hỏi chị là có ảnh hưởng đến sinh lý không? Rồi ôi, thế thì nó chỉ ở ngoài đúng không? Hay là phẫu thuật ở... Ừ, thế thì lo gì nữa? Người ta đã đưa giải phóng cho mình cái chỗ đấy và nó ở bên ngoài thì dương vật của em nó đã trở về tư thế sinh lý bình thường rồi thì không phải lo gì nữa nhá. Thế thì yên tâm đi. Nhưng hiện tại có cương không? Có cương được bình thường không? Và vẫn bình thường ấy, cương vẫn bình thường anh. Bạn ấy chỉ lo là có ảnh hưởng gì đến sinh lý sau này không rồi, thôi. Thế thì không phải lo lắng gì đâu nhá, chàng trai nhá. Chào bạn. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thái. Rồi. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, Hà Nội đâu ạ? Alo ạ. Tôi đang nghe đây ạ. Dạ, anh cho em hỏi là bây giờ vợ chồng em khoảng độ 4-5 tháng nay rồi ạ. Xô sát nhau, gọi là không ai hỏi ai ạ. Rồi. Xin có anh xem là tư vấn cho em đây ạ.
Rồi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi bạn? Dạ, em 36 ạ. Rồi, thế chồng bao nhiêu? Dạ, chồng em 79 ạ. À. Sinh năm 79 ạ. Tuổi thì nói vợ là một tuổi, chồng thì nói năm sinh, làm sao tôi cộng được nhanh thế. Xô sát cái gì? Đánh nhau à? Dạ, không ạ, chỉ có xô sát nhau, giận dỗi nhau ạ. À, thế bây giờ không thèm nói chuyện với nhau nữa à? Dạ, vâng ạ. Mấy tháng rồi? Dạ, khoảng 5 tháng rồi ạ. À, thế à, thế có vẫn ở chung một nhà hay là gì? Dạ, vâng ạ, ở chung một nhà. Thế thì ai nấu cơm? Nấu cơm chung à? Dạ, mỗi người một nồi ạ. À, mỗi người nồi, thế con ăn nồi nào? Dạ, con ăn với bố ạ. À, thế mẹ thì ăn riêng à? Dạ, vâng, em thổ lẩu ăn ạ. Ờ, thế thì tại sao mà lại con lại thích ăn với bố hơn ăn với mẹ? Nói chung là em bảo con nó ăn cùng nhưng mà con không ăn ạ. À, thế bố à. Cấm ạ. Con lớn chưa? Dạ, con nhà em mỗi một đứa thì 16 rồi ạ. À. Một đứa thì 9 tuổi ạ. Rồi. Thế bây giờ thì là muốn điều gì ở chương trình? Muốn về ăn chung một nồi hay là muốn mang dạ, nồi đi? Ạ. Dạ muốn là tư vấn cho em mà muốn tiếp tục nữa hay không ạ? À, một là về chung một nồi, hai là mang nồi đi chỗ khác hẳn đúng không? Dạ vâng, hoặc là thế bạn mong muốn tay. Bạn mong muốn là mang nồi đi nơi khác hay là bạn mong muốn nồi chung? Dạ em muốn chung. Thế lại còn cứ giả vờ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng ạ. Rồi xin chào. Dạ vâng, chào anh Minh Đoàn ạ. Mà nãy không nghe mình là ba mấy? Dạ em 36 ạ. 36, con mấy tuổi rồi? Dạ con nhà em năm nay cả tuổi mụ là 17 ạ. Thế xong rồi là bây giờ là mấy bố con là ăn với nhau, còn mình ăn riêng một nồi? Dạ bố con nó không nấu ạ. Ừ, nó ăn ngoài cái tiệm, ông quán đúng không? Đúng không? Em không muốn thế ạ, anh ạ. Hai vợ chồng ở riêng hay là có ông bà nội gì không? Dạ nói chung là bố mẹ em mất hết rồi. Cả nội ngoại mất hết rồi? Dạ không, bên nội thôi ạ, còn bên ngoại bố mẹ em vẫn còn ạ. Ý muốn nói là bây giờ thì là hai vợ chồng với con ở riêng gì? Dạ vâng. Ừ. Mình thì rất là muốn xông vào ăn cùng với bố con nhà nó. Dạ, con vâng thì ạ. Nó theo bố, bố bảo là không được ăn với mẹ, sang đây ăn với bố là con cũng theo luôn. Dạ vâng. Chắc là bên ngon hả? Thế sao mình không lăn xả vào? Bố con ăn gì cho tôi ăn với, rồi là ăn hết bao tiền tôi gửi, rồi là cứ trêu trêu đùa đùa thôi, thì bố con cho ăn với để tí nó xin cái phần rửa bát. Rồi mình có phải là khách lạ gì đâu, còn cái gì không làm ở cái nhà ấy nữa không? Ăn ở với nhau 18 năm nay rồi, tất cả các thứ đều thế, còn cái xô xát thì nó có kinh khủng lắm không? Hôm ấy có đánh nhau không? Dạ, nói chung là không ạ. Ừ. Chỉ có không? Cãi vã nhau về kinh tế thôi ạ. Cãi vã về kinh tế là làm sao? Ông không đưa tiền hay là mình không chịu đưa tiền hay là mình đòi quản hết mà ông ấy không đưa hết? Dạ, không. Nói chung là ông ấy mỗi người một vốn ạ. Mỗi người một vốn, tức là làm sao? Ông có đóng góp gì cho cái gia đình không? Dạ, không ạ. Thế xong là mình thì tất cả là ăn uống chi tiêu là vâng. Cái tiền của mình hết. Vâng, con cái học hành. Thế còn ông ấy giữ làm gì có biết không? Nói chung là em cũng một phần là ít thôi, còn đâu em toàn em. Rồi, thế nhưng bây giờ thì cũng có nhiều gia đình như thế này này, không phải lúc nào chồng cũng đưa hết tiền cho vợ làm. Có những ông dạ. Chồng ông ấy thích rằng tiền của ông làm được thì ông cầm. Ông ấy dạ. Khá không? Làm mỗi tháng theo ước chừng của mình là mấy chục triệu. Dạ, lương của ông ấy thì được hơn 7 triệu thôi anh ạ. Ừ, thế của mình có khá không? Nếu như một mình có đủ để cả nhà không? Chi tiêu nói chung là cả hai vợ chồng bằng nhau ạ. Ừ, rồi. Thật ra thế này này, hiện nay là có nhiều cái cách quản lý tài chính gia đình lắm. Dạ. Chứ không phải là cứ tất cả là chồng đi làm phải nộp hết cho vợ rồi là tiêu gì lại phải lấy ở đó ra. Đấy là dạ. cái mô hình cũ gọi là chồng giỏ vợ hom. Nhưng mà dạ. Bây giờ có cái mô hình là hai vợ chồng đều 7 triệu. Nhưng mà cái nhà này ăn tiêu chi trước hết tất cả là mỗi tháng chục triệu. Vậy thì chia đều, mỗi đứa đóng 5 triệu. Còn lại cái phần 3 triệu lẻ rồi riêng là cứ giữ lại. Không cần gì. Cho nên là phải có chung. Còn dạ. Một cái mô hình khác đó là tất cả những gì liên quan đến ăn uống vào miệng thì do một người, đặc biệt là người vợ đi chợ dạ. Đi búa để ăn để tiêu ngày hai bữa ba bữa ăn gì uống gì liên hoan nên hỉ sao là do người vợ. Còn những khoản dạ. Cố định tiền điện này, tiền học của hai đứa con này, cộng tiền ma chay hiếu hỉ cưới xin rồi dỗ chạp tất cả những gì đối nội đối ngoại thì bố nó lo. Đấy thế nghĩa là ai cũng phải có trách nhiệm đóng góp vào cái gia đình ấy, nhưng mà không có nghĩa dạ. Rằng là cứ phải quy tiền về một mối.
Thì mình cũng có thể nói rằng là em chả cầm tiền làm gì, ôm rơm dặm bụng, anh tưởng cầm tiền của anh để sung sướng lắm à. Người phụ nữ cầm tiền của đàn ông đôi khi còn bị tiếng oan, mình có phải căng đầu ra để chi tiêu, mà chi tiêu cho các gia đình, xong cuối cùng lại nghĩ rằng cô cầm làm gì mà cô cầm của tôi. Rồi là lúc mà ông lấy ra, ông mới bảo rằng là đấy, nhiều người định nghĩa vợ là một cái người mà những cái ngân hàng ấy, nộp tiền vào thì dễ mà lấy ra thì khó, mà tự nhiên mình có được ăn uống cái gì cho riêng mình đâu. Cho nên là vớ phải cái người đàn ông mà người ta thích cầm tiền ấy, giao khoán việc đi. Đấy, mình là người kế toán trưởng, hạch toán đấy, mỗi nhà này là mỗi tháng là tiền ăn tiền uống là hết 6 triệu, đấy là sơ sơ, chưa kể mà đột xuất mà có khách quá khứa hoặc là lại làm mấy nồi lẩu rồi nhậu rồi mời bạn bè đến thì nó lại còn phát sinh. Thế còn ăn uống bình thường 6 triệu đấy thì hai vợ chồng cũng chẳng có nhiều nhận gì, thôi cứ mỗi đứa 3 triệu, anh nộp thì nộp, mà em nộp thì nộp. Hoặc là không thì đấy, lương em được 7 triệu, tiền ăn tiền uống em sẽ chi hết. Thế còn thì anh thì nhớ là tiền học, tiền hành, tiền điện, tiền đóm của con. Đấy, khoán cho trách nhiệm, ai có trách nhiệm. Còn nếu như một cái người mà chây mà không chịu đóng thì xin mời là nghỉ ăn. Nhà nó cũng phải giống như là ngoài có làm thì mới có ăn, chứ không phải là chưa, chúng ta chưa đến mức độ mà làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, đúng không? Vâng, em ngắt lời với anh Minh Đoàn là bây giờ đấy, 4-5 tháng nay còn chả có ăn nằm với nhau rồi là khóc kiểu trên đời anh. Là làm sao? Còn, dạ còn đe dọa là bảo em viết đơn ấy. Cũng chỉ vì mỗi cái tiền kia thôi gì, chứ còn không có cái gì mâu thuẫn thêm gì. Dạ mâu thuẫn thì nhiều lắm ạ. Thế làm sao, có định viết đơn không? Nói chung là nhà em vẫn cứ bảo em viết đơn nhưng mà em không viết đơn ạ. Nếu mà viết đơn là bỏ có tiếc không? Dạ nói chung là chỉ tiếc về thương về con thôi ạ. Ông ấy thì tệ nhất là món gì? Người khỏe mạnh không? Dạ món rượu ạ. Uống nhiều không? Rượu chè đấy anh ạ. Rượu chè thì cũng phải đến 80% đàn ông Việt Nam có uống ở mức độ khác nhau. Nhưng mà lấy nhau 18 năm nay giờ chắc bỏ nhau cũng chả vì rượu chè đúng không? Mỗi thứ một tí nó cộng dồn lại. Dạ vâng đúng ạ. Thế nhưng mà chắc là cũng thực ra trong sâu thẳm trong lòng mình cũng không muốn ly hôn chỉ vì những cái thứ mà đấy như mình vừa kể đúng không? Dạ vâng ạ. Ra bây giờ cặp bồ mà đưa ngang nhiên đưa gái về nhà mà đuổi là mẹ con mày xuống ở một phòng, còn để phòng này tao cho cô ấy ở chẳng hạn thì chắc là đừng tiếc. Hoặc là như vậy là cầm dao một ngày dọa 5 lần 7 lượt là mày không ra khỏi nhà tao thì tao thế nọ thế kia. Chứ còn thì cái chuyện mà cái vấn đề lớn nhất là vấn đề quản lý tài chính thì mình nói lại với nhau đi. Thôi thật sự ra cũng đủ rồi. 4 tháng nay hành nhau như thế này đủ rồi. Hôm nay tôi rất là muốn nói thế này này. Tôi thì tôi không muốn phá nát cái gia đình này đâu. Lấy nhau từ lúc hai bàn tay trắng chẳng có cái gì ABC. Bây giờ mãi ở con mới lớn mới trưởng thành thế này. Bây giờ cũng không phải là một dễ gì để mà bỏ nhau được. Làm thì đấy, ngày xưa ấy, lương còn thấp mà còn chẳng bỏ nhau. Bây giờ mãi nó mới nhai nhóc lên được 7-8 triệu thì bắt đầu ti toe đòi chia tay nhau. Thế nó có khổ không? Bây giờ tôi thì tôi quyết định như thế này. Từ tháng này trở đi ông thế này, tôi thế kia, thế nọ. Thế xong rồi mình là người chủ động thì từ mai đi thôi. Để tôi đi chợ nấu cơm. Thế xong rồi mình gào, mình nói nó vui vẻ. Tí bố con xuống ăn cơm đi, con hầu này nấu xong rồi đây. Thế rồi mình phá tan cái bầu không khí đi. Tức là tóm lại mình là cái tàu phá băng. Thôi thì trời không chịu đất thì đất chịu trời. Phía bên kia ông ấy đã lôi kéo được mấy đứa trẻ đấy. Mình là người phụ nữ không lẽ lại chịu cứ ngồi đấy mình một niêu ngắm bố con nhà nó ăn thì cũng tội lắm nhá. Nhún nhường một tí không đi đâu mà thiệt. Cái được lớn nhất chính là thôi lại được nguyên gia đình, lại được hí hởn vui vẻ. Đôi lúc cãi nhau mà mặt nặng mày nhẹ mà để giải tỏa nó chỉ bằng một câu trêu chọc đùa vui mà. Rồi thứ nhất là hôm nay nấu cơm cho bố con ăn, với lại tối là xin phép bố nó cho tôi ngủ với. Ôi, cứ nói thế nhá. Rồi bạn đã nghe rõ lời chia sẻ của anh Minh Đoàn, rất là vui rồi chứ. Xin chào bạn nhá, hy vọng bạn sẽ cải thiện được tình hình. Alo, thính giả của điện từ Hà Nội phải không ạ? Có, alo ạ. Vâng, chào chị, câu hỏi của chị là gì thế ạ? Này, em có một câu hỏi muốn nhờ anh chị là giúp đỡ em. Vâng. Tư vấn cho em như thế này, em có hai mẹ con thì không biết là mẹ phải con phải thì chị tư vấn cho em để em còn biết đường để xin lỗi con trai. Vâng, chị nói câu hỏi của mình đi ạ. Bây giờ con nó thì lúc đầu mới sinh ra chưa được một tháng cháu bỏng dạ. Thế mà em bảo rằng là con là đun nước để nguội rồi là để tắm cho con. Em dặn là nếu giả sử mà mẹ ở nhà đã vậy mẹ đi thì con làm như thế. Thế mà con thì ở nhà thì là nó đi nó xả nước ở giếng ra xong rồi nó phơi nước để nó tắm cho con nó. Thì em về em mới bảo là ôi trời, hôm qua mẹ đã đổ đi rồi mà hôm nay nó lại
phơi nước là tắm cho con nó thì em đi em mới đổ đi thì em lại đi em đun chiêu nước để em cho vào một chậu nước, trong cái chậu nước nguội em xả ra đấy thì để em đun để cho nó nguội là tắm cho con nó. Thế mà coi như là nó giờ dậy nó thấy chậu nước đấy em đổ đi thì vợ nó thì là nó không hỏi em, thế nhưng nó đi nó bảo chồng nó. Thế thì chồng nó bảo rằng là nó hỏi em rằng là mẹ đổ chậu nước ngoài sân kia đi rồi à, thì hôm qua em đổ đi rồi thì hôm nay nó lại làm thế, em bực em không nói. Thì em mới bảo rằng là mẹ đã bảo như thế rồi, thế mà hôm nay chúng mày lại làm như thế. Thế nó bảo rằng là nước nào mà chả được. Thế thì các bác tư vấn cho em xem là mẹ phải con phải. Thế mà bây giờ nó đi là nó coi như là vợ chồng nó bế con đi là nó không hỏi em, nó bảo là nó không nói là nó không khiến bế. Đấy nhưng là mà nó bảo con trai và con dâu chị đúng không? Vâng ạ. Vâng, và chị thì là nước tắm đấy là chuẩn bị cho cháu nội của mình đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, và lại xảy ra cái chuyện như thế khiến cho có cái sự hiểu lầm đúng không? Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé. Rồi, xin chào bà nội. Vâng, em chào anh Đinh Đoàn. Bà nội đến 40 chưa? Năm nay là em 62 rồi ạ. À thế ạ, vâng. Thế nhà mình có mỗi một thằng cu đấy hay là có nhiều đứa khác nữa không? Em thì ba cháu trai. Thì coi như là mỗi cháu là được hai cháu, nhưng còn cháu này thì là cái thằng út này thì nó đẻ hai đứa sinh đôi, hai thằng con trai. Rồi, xong nó ở với nhà mình, thế còn hai anh lớn kia thì lấy vợ sinh con ở chỗ khác rồi đúng không? Thì cũng ở bên cạnh nhưng mà cháu ở riêng. Thế còn bây giờ vợ chồng cái thằng út này nó rằn rỗi, nó bế con nó đi đâu? Bế về nhà ngoại hay là nó đi đâu? Nghĩa là cháu đẻ hai đứa sinh đôi vừa rồi đấy, thì là nó gửi đến nhà ngoại một đứa. Ừ. Cháu là cháu đi làm đẹp, đi mở spa đấy thì bây giờ mang con lên trên xưởng là coi như là trông một thằng lớn mới nể cả một thằng bé, là ý là nó không nhờ em. Rồi. Đấy, mà em chỉ bảo con như thế thôi mà con bảo là nước nào mà chả được. Rồi. Ê, chồng nó thì cũng đồng ý như thế, theo vợ với con đi, còn kệ mẹ đúng không? Vợ thì nó bình thường anh ạ. Ừ. Thế nhưng mà ở thằng con coi như là nó đi thì nó đi, nó về thì nó về, nó không hỏi em. Đấy, con nhà mình ấy thì là thế đấy, đúng không? Chứ đây vấn đề không phải là con dâu. Này nói thật chứ cái chuyện là để em nói gì xúc phạm đến vợ nó. Ừ. Cái việc mà cái chậu nước ấy mà nó chỉ là cái giọt nước tràn ly thôi, nó là cái cớ thôi. Còn thật ra thì âm thầm từ lâu rồi chắc nó cũng chẳng ưa gì mình, ra vào cũng câu nọ câu kia cũng thấy khó chịu. Nó nhớn rồi, hai vợ chồng nó đi làm rồi, nó nuôi con nó kiểu mới kiểu hiện đại. Chúng nó có cần thì nó nhờ là bà trông con một tí thì mình trông hộp chứ. Còn cái ấm nước nó đun nó tắm cho con nó như thế nào á, kệ nó. Đây muốn nói rằng là không phải vấn đề, không phải là hòa giải hay là thanh minh, ấm nước đúng hay sai. Mà vấn đề là từ trước đến giờ ấy, nó tích tụ lại rồi. Mà đến ngày hôm nay thì nó là cái cớ thôi để nhân đây là không chịu được nữa rồi, ở nhà bà vớ vào vớ vẩn. Hết việc tảnh mà đi nhặt cỏ lợn hay là nhặt rau chặt trước đi đấy, đại ý như thế. Thế thì mình xem lại xem là hay mình thương con quá, mình quý con quá rồi mình lại cũng còn khỏe. Rồi mình lại thương cháu vì nó đẻ sinh đôi. Thành ra là bà cứ nhảy vào bà làm nhiều thứ quá. Mà thanh niên bây giờ thì nó không thích đâu. Mình nuôi con mình rồi nó sẽ nuôi con nó. Tính mình thì phải thay chứ. Thế ai bảo tính mình thế, nó cũng bảo là tính nó thế. Nó đẻ ra con, nó muốn làm gì với con nó thì làm chứ không muốn cho một người khác xen vào. Thế cho nên là mình phải xem lại. Thật ra thì mục đích của cái việc đun nước sôi để nguội là để làm gì? Để cho nó đỡ lạnh hay là để cho nó tiệt trùng? Bởi vì phóng dạ thì là đề phòng là nó nhiễm trùng đúng không? Chắc là bà đun nước sôi để nguội là để cho tiệt trùng. Nhưng chúng nó lại hiểu đơn giản là chỉ để cho nó ấm lên. Vậy thì nó lấy nước ở vòi, ở bình xong nó đem ra nó phơi nắng để cho nó ấm lên đến 37, 38 độ để đun là vừa. Thật ra bản chất của cái hai cái đấy khác nhau đúng không? Nó phơi nắng là cứ thế là nó tắm anh ạ. Đúng rồi. Nó đun đâu. Nó phơi nắng là mục đích của nó là nó nghĩ rằng cho ấm lên để thằng bé đỡ lạnh. Còn mình là đun sôi để nguội để gì? Tiệt trùng sạch. Bởi vì bị phóng dạ là viêm nhiễm ở ngoài da rất là dễ nọ kia đúng không? Nhưng đây tôi muốn nói thế này này. Vấn đề ở đây thì bạn phải điều chỉnh lại. Thế nhà mình xin lỗi ông ấy đâu? Em thì mất gần 20 năm nay rồi ạ. Thế hả? Thế rồi ba thằng con bây giờ đều trưởng thành rồi. Bà còn làm được không? Khỏe không? À, em vẫn khỏe. Mình có đi làm đồng làm ruộng hay là kinh doanh buôn bán gì không? Em thì chả kinh doanh buôn bán gì. Trước đây coi như là 5 đứa cháu, bây giờ nó đẻ sinh đôi hai đứa là 7 đứa cháu. Mình trở thành người bế con cho chúng nó còn không công mà nó lại còn này nọ đúng không? Đấy, đấy, người ta đi giúp việc ấy mà, người ta đi bế con cho ở trong nội thành ấy, 7 triệu một tháng cơm nuôi, 3 bữa quần áo mặc cả ngày, Tết, ngày lễ, ngày Tết còn đưa về tận đầu làng, quà cáp đầy mình mà người ta còn chẳng ấy. Đấy, tất nhiên chúng nó không biết điều. Ăn chung hả bà?
Mấy hôm bữa trước em ăn chung à, xong như thế này em ăn riêng. Rồi. Còn lúc em bực em cũng đi rồi anh ạ. Đi đâu? Cũng tháng 6 triệu xong bắt đầu là cháu nó nhớ quá, nó cứ điện nó khóc rồi bà về thì lại phải về. Đấy. Đấy. Thứ nhất là... Không phải không đâu. Ừ. Cháu thì đúng là nhớ thật, con đứa cháu đi bi bơi, bà ơi, nội ơi, con nhớ bà lắm. Nhưng mà rồi xa thì thơm chứ gần không thơm nữa, lâu lâu một tháng gặp nhau một lần thì bà cháu díu dít lắm. Mình mà buông ra là chúng nó cũng sẽ tự đời cua cua máy, đời cái đào này. Chúng nó đi làm, hai vợ chồng nó, vợ nó thì làm bên spa, chồng thì công ty, lương tháng mười mấy triệu nó thừa sức, nó muốn làm gì nó thuê ai giúp việc, nó gửi nhà trẻ tư nhân, nó mất thêm tiền. Lúc ấy nó mới nhớ rằng là trước có mẹ giúp đỡ thì mình đỡ tốn kém như thế nào. Một mẹ già bằng ba con ở, thay được cả cô giúp việc, thay được cả người bế cháu, thậm chí là còn thay được cả người coi nhà nữa, đúng không? Thế thế nhưng mà các bạn trẻ thì không trân trọng cái đó, mà chỉ nhìn thấy là khó chịu này, thế rồi hay can thiệp này. Ví dụ như là nhà nó nuôi con chúng nó bây giờ là nó không có xay bột gạo với lại trộn với đỗ với lại thịt ninh xương như mình ngày xưa đâu. Bây giờ là mua bột ăn sẵn, nó mua sữa sẵn, nếu nó có nấu ăn dặm thì theo kiểu Nhật kiểu Úc. Nhưng mà thôi, mỗi một thời đại chúng nó cứ kệ nó. Một, bây giờ có hướng thế này này, nhân đà này ấy, cũng chẳng cần phải xin lỗi xin phạt gì. Đây nó chỉ là cái việc nhỏ, kết quả của một cái việc mà nó tích tụ lâu dài, mẹ con đã không hòa thuận rồi. Chứ còn khi người ta vui vẻ với nhau mà lỗi tày đình, người ta cũng có thể bỏ qua được. Thế cho nên là bà không quan trọng bằng việc bây giờ này mình tự sống cho mình tự lập, kiếm được tiền thì tốt, không có tiền thì có thế nào mình ăn uống thế, mình vui vẻ. Xem trong làng ngoài thôn có hội phụ nữ phụ nước, có câu lạc bộ các cụ dưỡng sinh dưỡng giấc gì đấy, mình tham gia cho nó vui. Lúc nào mà vợ chồng nó đi vắng mà con hơi sốt, hôm nay con không đi gửi trẻ được, con để ở nhà mà con lại không xin nghỉ được, bà giúp con. Thì để đấy tao giúp. Thế chưa ăn gì, chúng mày chuẩn bị sẵn chưa, sữa đâu, bột đâu. Nếu như mà con cái mà nó có thể nhờ thì bà sẵn sàng, người phụ nữ nào cũng thế thôi, trước là hy sinh về con, sau là đến cháu. Nhưng mà phải được trân trọng nha. Thế vâng. Còn thì không tội gì mình phải lao vào cái chỗ mà nó lườm, nó nghít, nó ghét. Cái con dâu mà nó có câu này câu khác mà còn được chồng nó biết điều ấy, có khi nó còn làm trung gian hòa giải. Mẹ tôi nói như thế là đúng đấy. Cô không biết thì thôi, bà ăn gì nhà cô có nuôi bà không, mà bà giúp cho cô còn chẳng biết ơn. Thế nhưng mà đây lại con nhà mình, chứ không nói được nhá. Đấy mà em bảo rằng là em trách con mình mà. Rồi, thôi cũng chẳng trách nữa. Em chỉ trách em rằng là khổ em, nhiều lúc em quá thương con, thương cháu. Ừ. Cứ nghĩ về con, về cháu, nghĩ là bây giờ nó vừa đỏ hỏn ra mà bây giờ nó đi lại tắm tát cho con như thế, mà nhỡ không may mà nó nhiễm trùng hay là nó bị làm sao thì xuống bà ngoại, nói bà ngoại nó lại bảo là đấy bà đẻ. Có bà nội mà như không, đúng không? Mà bà không bảo các cháu, giờ đẻ các cháu như thế. Nó lại bảo em là có bà nào, chỉ có bà đấy thôi. Đấy, tóm lại là xem bây giờ thì cũng cuối năm rồi, thì nghỉ ngơi thôi. Thế nhưng mà ra riêng ấy, ra Hà Đông, ra Hà Nội, lên Xuân Mai, đi Sơn Tây mà làm gì được, mình còn trẻ còn khỏe, quán cà phê cũng được, quán phở cũng được, tháng 5-7 triệu cho nó vui vẻ. Nếu ở đấy mà lại thuê được nhà trọ buổi tối dí dủm, mấy chị em cùng ngang hàng phải lứa nói chuyện phiếm vui, rảnh rỗi rồi đi uống trà sữa cho nó sướng. Lâu lâu về quê xách một túi lủng lẳng bà nội bao nhiêu là quà, các cháu ùa ra vui lắm. Mình chết ở cái chỗ là mình thì đã cả đời vất vả rồi, trong cuộc đời của bà là bà rất vất vả, ông mất sớm như thế. Bây giờ trẻ trung thì không còn nữa thì mình phải biết lo cho mình thương mình một tí nhá. Vâng. Có ông nào rủ đi uống nước cứ đi đi. Vâng. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đình Đoàn. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho chị có nhiều niềm vui trong cuộc sống chị nhá. Vâng ạ, em chào chị. Vâng, chào chị. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Vĩnh Long. Alo, thính giả gọi điện từ Vĩnh Long phải không ạ? Dạ. Vâng, chào anh, câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Bị xuất tinh sớm với sinh nhật không cường. Anh muốn hỏi về cái hiện tượng xuất tinh sớm phải không ạ? Dạ, dạ. Và cái hiện tượng đấy thì gần đây mới thấy có hả? Mới bị à? Khoảng 2-3 năm nay. 2-3 năm nay bị và chưa đi khám ở đâu ạ? Dạ, dạ. Vâng. À, bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Dạ. Vâng, xin chào anh. Dạ, anh chào. Vâng, vâng.
Tức là bảo là yếu, là yếu như thế nào, cụ thể là như thế nào? Nó cưa, nó cưa nhức xìu rồi, nó xuất tinh sớm. Nó cứ xuất tinh sớm gì? Dạ. Ừ, thế nhấp nhấp vậy, cái nó gà nhấp nhấp vậy. Con có mấy con rồi? Dạ hai. Hai rồi, đầy đủ rồi, đúng không? Dạ. Bây giờ thì chỉ mong muốn là nó khỏe khỏe lên để chiều vợ thôi, đúng không? Dạ, dạ. Mà trả tiền ngắn, trả tiền ngắn. Thế ngày trước nó có xỉu như thế không? Không, ít lắm giờ mới xỉu. Bây giờ nó xỉu nhiều cho nên bà ấy chê là ngắn ấy gì? Dạ. Thế bảo bà ấy tẩm bổ cho khỏe vào. Thế còn dạ, nếu mà muốn phục hồi và muốn xem xét rằng là cái sức khỏe và đặc biệt sức khỏe sinh sản ấy, tức là cái chuyện đó ấy, thì dạ, phải đi khám, điều trị cho nó đến tận gốc thì phải tìm hiểu nguyên nhân. Và cái việc tìm hiểu nguyên nhân thì phải đi khám. Tuy nhiên rằng là mình mới bị 1-2 năm nay và anh có uống rượu không? Rượu thuốc lá không? Dạ, uống bia chút đỉnh là ít uống không? À, ít uống. Không hút. Thuốc lá thì sao? Dạ, không hút luôn. À, thì tốt quá, hai cái đó tốt quá rồi. À, vậy có khỏe không? Có thể dục thể thao, chạy bộ cái gì không? Đôi khi những cái chuyện kia ấy là nó do cơ thể yếu và rồi chuyện đó nó cũng yếu nhá. Thế thế còn lại thì nó là vấn đề gì nào đấy, nó bị thiếu cái hormone hay là nó bị vấn đề bệnh lý gì thì cái đó phải đi khám. Nhưng mà cái đơn giản nhất là ăn uống bồi dưỡng, thể dục thể thao, ngủ đều đặn thì cái sức khỏe chung nó cải thiện lên thì cái kia nó cũng cải thiện được chút nào. Thế còn từ ngày xưa vợ nó đã chê ngắn rồi thì nó vẫn cứ ngắn chứ làm sao. Bây giờ tự nhiên lại chê, hai đứa con rồi, mãi chả chê, giờ lại chê. Và ngoài ra, nếu chê ngắn thì mình còn có những cái động tác khác để mà làm hài lòng vợ cơ mà. Chứ đâu phải chỉ có cái cậu nhỏ đấy mới làm vui được vợ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn nhiều. Dạ, vâng, cảm chào anh. Dạ. Chúc cho anh có một sức khỏe thật là tốt. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Long An. Alo, thính giả gọi điện từ Long An phải không ạ? Dạ. Vâng, chào chị. Câu hỏi của chị là gì thế ạ? À, em thắc mắc á. Vâng. Như chồng em á, là đi ăn chơi xong rồi và giờ có bồ nhí. Giờ đã sống chung với bồ nhí đã 3 năm rồi. Vâng. Giờ mẹ con em phải đi làm. Thế là anh ấy công khai luôn rồi đấy ạ? Dạ, mới đầu thì không có công khai. Nhưng mà bây giờ là công khai ở thôi nhưng mà không có về. Vâng. Ra mắt bên chồng em. Nhưng mà bên chồng em á, bà giờ chồng em á thì nó thôi kệ con ơi. Nó ở với ai, nó ở đi, mẹ chỉ biết con với hai đứa con của con thôi. Nhưng mà lúc đầu tiên á, lúc mà hai vợ chồng em sống chung á, thì bên chồng em không mấy gì thích mấy mẹ con em. Nhưng mà giờ chồng em làm chuyện có lỗi vậy đó là bên chồng em lại nói thôi kệ. Nó ở với ai mẹ cũng không nhìn nhận, mẹ chỉ nhìn nhận con là con dâu thôi. Vâng. Mà bây giờ á, là hai người đã sống chung với nhau. Nhưng mà con bé đó chỉ có chiều xuống nó ngủ thôi. Thỉnh thoảng thì nó xuống nấu cơm cho nó ăn nhưng mà nhà em còn á. Nhưng mà ảnh vẫn về nhà tắm rửa. Hồi lúc đầu á, thì có dắt con bé đó về nhà ở. Nhưng mà em đi làm em không có ở nhà nữa thì em về khi em phát hiện. Chuyện đấy xảy ra đã 3 năm rồi. Vậy thì chị đã nói chuyện với chồng chị chưa? Dạ lúc đó ảnh đi chơi quá rồi em giận em mới đi. Xong cái là ảnh đi chơi hết tiền mắc nợ. Ảnh xin tiền em trả thì em vẫn về trả nợ. Em nói thôi anh ơi đi làm thêm em đi. Rồi anh nói là ừ để anh ráng đi rồi em sẽ đóng cửa tiệm anh sẽ đi cho em. Rút cuộc lại là nói là anh ở với con bé ra có bầu rồi. Để anh kêu nó phá thai đi. Anh sẽ về ở lại với em nhưng mà rút cuộc lại anh không làm điều đó. Mà con bé đó nó cũng đã nó có chồng rồi. Rồi bé đó là chồng nó bị bệnh. Không thể là quan hệ được cho nên là nó mới cặp với chồng em rồi. Chồng nó biết chồng nó kêu nó năn nỉ nó là đừng có bỏ. Nhưng mà nó vẫn đi về chồng nó rồi xong chồng nó tự giận chết luôn. Trong khi cặp với chồng em là được có mấy tháng. Vâng. Là chồng nó tôi giận chết luôn. Vâng, và bây giờ thì chị rất là bối rối, không biết là sẽ làm gì với anh chồng của mình đúng không? Dạ, vâng. Nhưng mà trong khi 3 năm nay là em đi làm em nuôi con em. Nhưng mà ảnh cứ em về em gặp nó như là nó xài, nó bỏ đồ có nhân lại thì em nói ảnh không có. Nhưng mà bây giờ là hai người sống ra mặt với nhau. Bạn bè nó là cô giáo mầm non. Vâng, câu chuyện của gia đình chị thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé. Rồi, xin chào em, chắc còn trẻ nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em nay 43 tuổi, chồng 42 tuổi. Rồi, mình các cháu lớn chưa? Dạ, bé đi học đại học năm nay năm cuối với bé kia, với thằng nhóc nhỏ là 19 tuổi. Trời ơi, thằng nhóc nhỏ cũng 18, 19 rồi. Thế xong dạ. Rồi mình bảo là mình đi làm, tức là mình ra thành phố hay đi vào trong... Mình hiện nay mình đang ở đâu? Dạ, em đi trên đất em làm. Em về Tây Ninh, còn thì nhà mình ở Long An đúng không? Dạ.
Thế là trong lúc mình đi Tây Ninh làm thì ở nhà ông ấy rước cái cô bé kia về ở, đến lúc mình về thì người ta dọn ra ngoài. Thật ra thì cũng công khai đàng hoàng rồi, và thực ra cũng chả coi mình là cái gì cả, đúng không? Dạ, tại vì lúc đầu á, em nói anh vào ngay nè, lúc hai vợ chồng em ở nhà mà có tiệm sửa xe, hai vợ chồng đang làm bình thường, nhưng mà ổng biết ổng cặp bồ hồi nào thì em không biết, nhưng mà con em thì biết, mà con em không dám nói cho em nghe. Ở hai vợ chồng lục đục là hai đứa đó nói mẹ, cha nói chuyện với ai, mỗi lần có mẹ lại là cha tắt, nhưng mà con lại thì cha nói chuyện anh em ngọt lắm à. Em có đi rình, khi chị xuống ảnh đi làm về á là ảnh đi ra ngoài kia uống nước hẹn người ta, nhưng mà thôi, những cái vụ trước mà rình với lại nói chuyện ấy nó là quá nhỏ so với việc giờ là ở chung với một cô gái rồi là lại còn có bầu có thai rồi lại còn đưa về quê giới thiệu bên nội, bên nội không nhận, thì đây là mới là cái vụ to, còn thì vài cái vụ trước ấy không tính nữa đi nhá. Thế bây giờ thì con bé nó ở gần nhà, cách nhà có mấy cây cả. Họ gặp nhau hồi nào em không hay, tới hồi mà anh nói giúp em, anh nói là cặp nhỏ Long An thực tế từ nhà em lên đó có 5 cây thôi, nhưng mà em không biết 5 cây, 10 cây cặp lúc nào không quan trọng. Bây giờ thực tế là anh ấy đang chung sống với cái cô đó và chẳng coi mình là cái gì, đúng không? Dạ. Trong khi thì mình tự lập, mình tự kiếm tiền được, mình nuôi bản thân mình được, mình còn sức khỏe, mình lại nuôi con út nhất cũng 19 tuổi rồi, cái đứa lớn hơn 20 mấy rồi, đúng không? Dạ. Thế thì mình trông cậy gì cái ông chồng ấy? Hồi lúc đầu thì cũng có về nhà, tại vì cậu em đi được 1 năm rưỡi là anh không có làm đơn như vậy. Có làm đơn như vậy một lần, cái anh nói là thôi để cho ảnh cơ hội đi, cho tiền anh trả nợ đi, anh rút cái đơn lại để em cho ảnh 100 triệu trả nợ. Mình viết đơn ly dị, thế xong anh gạ gẫm là cho anh ấy nốt đợt này, xong rồi mình đưa 100 rồi gì? Ảnh tự làm đơn, nhưng mà em trả nợ cho ảnh nhiều lắm luôn, nói chung là nợ em trả nhiều lắm mà. Thế sao em khôn thế, em thông minh thế? Phụ nữ bò đi làm lương tháng được mấy triệu bạc đấy, cứ thỉnh thoảng lại về lại trả nợ cho cái ông chồng phụ bạc ấy. Thế thôi bây giờ em lại đi làm tiếp đi, xong lâu lâu lại về. Tại vì anh nói gì nè, Đoàn, thôi em hãy vì con cho anh cơ hội để quay lại. Tại vì anh vẫn còn thương em, tại vì sống chung nhau 2 năm rồi, chứ không phải là mới gì. Anh chỉ cặp nó là anh cặp chơi thôi. Tóm lại là anh không lấy nó, anh lấy em, còn anh thì anh ngủ với nó vì nó rất là hấp dẫn, còn em thì già em xấu, em đi kiếm tiền đi, mang về đây anh tiêu anh xài, đúng không? Thế còn thì chúng ta thì cứ sống lại vì con. Con nó sắp lớn rồi, nó cũng chẳng cần, mà ba nó có nuôi được cái gì, có chăm được cái gì đâu mà vì con với chị chiếc. Thế cho nên là trong trường hợp này ấy, ba nó thì cực kỳ đáng trách rồi, người đàn ông này là thiếu trách nhiệm rồi, vô lương tâm rồi. Giá như mà thôi thì ăn vụng xong rồi vợ bắt được mà cũng có những cái hối cải, cũng còn chấp nhận được. Đây là đường đường chính chính công khai, mọi người đều biết, con cái cũng biết rồi. Trong con mắt của con cái mà nó cũng coi thường người ba này lắm. Thế rồi chẳng giúp gì được, tiền bạc thì đã không hỗ trợ, là cũng chẳng có yêu thương. Thế thì tùy em. Một là cứ chấp nhận, mình cứ đi làm cho nó khuất mắt đi, rồi lâu lâu mang tiền về cho chồng tiêu xài, mình còn giữ được chồng và giữ được ba cho con. Thế còn thì nếu không thì chẳng ai bắt em giữ cả, buông bỏ đi. Tóm lại mình được cái gì ở cái mối quan hệ này, dạ, đúng không? Mà lúc đầu anh Đoàn nói em gì nè, thôi em ơi, tại giờ anh lỡ anh ăn chơi mắc nợ nhiều quá, anh cặp với nó, đặng anh lấy tiền nó, anh trả nợ, rồi xong á vợ chồng mình lên về giống như ngày xưa lại, ở cho con nó có cha. Thế thì em lại chờ đi, em chờ anh đi cặp với nó, anh lấy thêm ít tiền của nó để anh trả nợ, xong rồi quay trở về để tình lại đẹp như xưa. Rồi xong á, anh biết không, 2 tháng nay lén em đi đăng ký kết hôn rồi, cái em mới về nhà nè, cái nói em á, bây giờ á là anh đăng ký kết hôn với nó rồi, bây giờ em với anh á, đã là bắt đầu thì nó ly dị giả thôi, nhưng mà bây giờ là anh đã kết hôn với nó rồi, coi như mình ly dị thiệt đi, thôi giờ vợ chồng mình nó đấy, em thấy em nhục không đi chứ. Đi chung với nhau nữa thì người ta sẽ dị nghị. Đúng rồi. Tự nhiên mình thành là kẻ ra rìa, và bây giờ nó bảo là mình đừng đi với nó nữa để cho người ta đi với vợ người ta. Em thấy là cái tốt của em với ở đây á, người tử tế thì nói là em tốt, nhưng có những người xấu miệng người ta sẽ nói là em dại lắm cơ. Đấy. Cho nên là bò lưng đi làm xong rồi về trả nợ, xong rồi thấy thế cũng cứ đằng là giữ cho con có bố với lại giữ vì thương các con, mà cuối cùng thì có như không. Thế thì bây giờ em còn mong đợi cái gì, em gọi điện lên đây làm gì nữa? À không, ý là em thắc mắc này nè, ý ảnh nói em á, bây giờ em đừng có lấy chồng, đàn ông trên đời không còn đàn ông tốt, anh còn đi lường gạt người ta nè, em đừng lấy chồng, để anh ráng trả nợ cho nó hết đi, để anh sẽ về với em, chứ còn em mà lấy chồng á, lấy thằng khác về nhầm á, thằng khác không tốt. Trên đời mà cũng có được một vài anh giống anh ấy chứ, có phải ai như anh ấy đâu, mà kể cả trời lấy ai thì cũng chả hơi đâu mà đợi cái người đàn ông như thế. Nói em á, lấy chồng làm gì, em đâu phải là 30 tuổi đâu mà phải lấy chồng nhờ người khác nuôi. Thế em thấy anh ấy nói có đúng không? Thì anh nói em vậy á. Nhưng em thấy có đúng không?
Đúng thì nghe lời đi. Em dại lắm cơ. Mà đã dại rồi thì phải nghe người khác nói chứ. Cái người ta đã hất mình ra đường, tiền của mình người ta lấy, người ta đạp mình xuống, xong người ta đi lấy vợ. Lại người ta bảo rằng đừng lấy, cứ đứng đây đợi anh. Để mai kia anh già, bao giờ anh ốm mà vợ anh nó hất đi thì anh lại về với em để em chăm anh à. Thì em cũng nghĩ vậy đó. Em có hỏi thẳng anh đó. Anh nói thì giờ anh mắc nợ quá, để anh ráng làm trả nợ hết đi rồi anh mới tính nữa. Một cái người đàn ông mà đi cặp bồ để mà kiếm tiền để ráng trả nợ thì mình còn đợi cái gì, chờ cái gì. Để lúc mà giờ nó đi lung tung là mang bệnh mang tội về thì mình cũng còn chết nữa à. Dù em không lấy được người đàn ông nào đi chăng nữa thì cũng cứ sống một mình cho nó đàng hoàng tử tế, không một gì phải trông đợi một cái người không xứng đáng. Ngày trước còn vợ còn chồng còn chẳng gì huống chi, nhưng bây giờ đi lấy người khác rồi nó cấm mình không được quan hệ với ai, một cái sự ích kỷ vô cùng. Thế mà rồi mình cũng tin cũng yêu. Em lấy chồng lúc mười mấy tuổi? Em lấy chồng lúc 21 tuổi. Rồi thôi, tụi mình cứ gọi là ngây thơ cũng được, gọi là non nớt cũng được, nhưng mà thôi nghĩ đi một tí đi. Em đi làm đi rồi mấy bữa nữa cái đứa lớn thì nó lấy vợ lấy chồng, cái đứa 19 rồi nó cũng sẽ trưởng thành, rồi mình vun vén cho các con. Rồi lúc ấy mình không có đàn ông, không có chồng thì mình đi bế các cháu. Dạ. Mình còn sức khỏe thì đi mà làm nhá. Dạ. Không việc gì dạ. Phải hầu hạ phục dịch một cái người mà nó không xứng đáng một chút gì đấy. Ra ông không làm ra tiền nhưng ông còn có thể hiện yêu thương. Một người đàn ông rất có hiểu biết, có trách nhiệm. Đó là cái trụ cột về tinh thần của gia đình. Còn đây thì nó là cụ trột chứ chả phải là trụ cột nữa. Vâng. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Mong rằng là chị hãy sáng suốt và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống để có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc đến cho mình nhé. Cảm ơn chương trình. Vâng, chào chị. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang một điện thoại khác được gọi tới từ Hà Tĩnh. Alo, thính giả của điện từ Hà Tĩnh phải không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, chào chị, câu hỏi của chị là gì thế? Dạ, em hỏi là về tiếng Việt á. Vâng, năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi và có hiện tượng gì? Dạ, em sinh năm 91. À, tức là mình còn trẻ thôi. Và có hiện tượng gì thế? Em muốn mất cái kính á, em muốn mất á. À, tức là mình không muốn có kính ấy hả? Dạ vâng ạ. Vì sao lại thế? Em không đi được, em đi tận nguyên. À, thế hả? Bạn bị khuyết tật đúng không? Và không đi lại được. Và cái chuyện có kinh hàng tháng khiến cho rất là bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày đúng không? Vâng. Bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Chị chào em. Chào em đây chị ạ. Thế hàng ngày em sinh hoạt như thế nào? Em có đi làm hay là chỉ ngồi một chỗ thôi? Không. Dạ không ạ. Chỉ nằm một chỗ thôi à? Dạ vâng. Thế à? Thế ai phục vụ mình? Tắm rửa thay quần? Mẹ. Dạ vâng. Tất tật là mẹ bị là bị gì đấy? Bị khuyết tật gì đấy? Em bị là khi sinh ra đã bị thôi. Ừ, khi sinh ra đã bị rồi hả? Khi sinh ra là em bị sinh đôi. Em là sinh đôi. Thế em là chị hay em là em? Em. Là em. Thế cô chị có... Chị mất. Tức là sinh ra thì chị mất rồi. Còn lại có mình. Thế là chỉ có được mình thôi và mẹ nuôi từ bấy đến giờ. Dạ vâng ạ. Thế có kinh nguyệt từ bao giờ? Khi 15 tuổi. À, từ khi 15 tuổi. Thế dạ vâng. Gần đấy năm thì vẫn cứ sống bình thường, thế sao tự nhiên bây giờ lại bảo là không muốn có kinh nguyệt? Dạ, em hay bị dược lên. Là vì gì cơ? Bị dược. Alo. Vâng. Ba chào con. Vâng ạ. Em là bị khi bẩm sinh ba sinh một đôi mà chỉ sinh một đứa. Vâng. Đuối được chắc thần. Vâng. Mà giờ năm nay 31 tuổi vâng. Rồi. Vâng. Mà giờ muốn làm thế nào cho mất kinh nguyệt? Để khỏi bẩn, nhớ bẩn không không ăn rơm ra cho nên là cứ ngồi một lỗ giống đi được á, cứ bò quay bò qua dọc á. Vâng, thế thì một tháng thường thường bao nhiêu lâu thì thấy một lần? À, thế thì tháng nào cũng có á. Ừ, tháng nào cũng có. Như này, cái việc mà có kinh nguyệt ý, thì nó là một cái sinh lý tự nhiên ý. Bây giờ mình phải chịu khó thôi, bằng cái cách là những cái ngày như vậy ý, thì... đóng cái băng vệ sinh ấy nó dày dày lên.
Vâng. Vâng, thế rồi là để thay thôi, một lần kỵ kinh có mấy ngày? 4 ngày, 5 ngày. Vâng, chịu khó 4-5 ngày đi. Dừng cái nọ thì nó lại sẽ nảy ra những cái khác. Vâng. Cái bệnh tật khác nhá. Sinh ra vâng. Cái số phận nó là như thế rồi. Vâng. Vâng. Và thôi thì chấp nhận cái số phận của mình ấy và tìm cách mà sống chung với nó đến bao giờ thì đến. Một cái cách mà nó tương đối thoải mái cho cả cháu lẫn cả chị nhất thôi. Vâng. Nhá. Chứ còn cũng không ngăn được dòng chảy. Vừa rồi em có tiêm mấy năm á, 3 năm. Mà em vẫn đi tiêm cái cây thuộc cánh thái á. Vâng. Thì em tiêm đợt nào á, thì nó hết đợt ấy. Vâng. Khi cháu có kính xong mà tắt kính nó ra hồ vẫn tiêm cho. Vâng. Nhưng mà có một thời điểm thì không mất tiền. Vâng. Thời điểm sau này á, là vâng. Một lần đi tiêm như vậy là họ bắt nạp 80. Vâng. Giờ thì còn thôi đừng đi tiêm nữa, tiêm nghe họ nữa, sau này cũng ảnh hưởng. Mà đi tiêm thì từ 10 ngày nay chở người kia chở, nó có người đờ đằng cháu á. Cho nên là thôi thì mua bánh vệ sinh về làm thôi. Chiều rươm rai, ngày vâng. Một nữa rồi. Thế rồi. Không có tiêm được. Vâng, à? Vâng, đành phải sống chung với nó thôi. Không có phiền cái này thì lại phiền cái khác. Vâng. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Đúng là con gái của chị thì đã rất là thiệt thòi, sinh ra đã bị khuyết tật như thế. Thôi thì bây giờ mẹ cố gắng chịu khó chăm sóc con thôi chị ạ. Vâng. Vâng, cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho chị có thật nhiều sức khỏe chị nhé. Vâng, chào cả con nha. Vâng, chào chị. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Tôi từ Nghệ An đây. Dạ vâng, xin chào bác ạ. Câu hỏi của bác là gì đấy ạ? Câu hỏi của tôi là con gái tôi nó bị tật nguyền, tức là nó về hưởng về chế độ chất độc da cam. Dạ. Thế rồi nó yêu một thằng ở cùng xóm ấy, thì anh ấy nó cùng có vợ và hai đứa con trai thôi. Dạ. Thế nó yêu nhau nhưng nó không lấy, nó bảo em chỉ xin anh một đứa con để đến khi em già yếu mà nhờ cậy. Thế là sinh ra một cậu con trai. Vâng. Thì nuôi đứa con trai ấy, đứa cháu ấy năm nay đã là 19 tuổi rồi. Nhưng cái năm nó 17 tuổi thì bố nó qua đời. Trước khi bố nó bị ung thư mà. Trước khi qua đời thì có là nhờ anh em nội ngoại là sang xin tôi đưa cháu về để nó xin gặp mặt ông nội bà nội. Gặp mặt gia đình và cho bố nó gặp con lần cuối cùng. Vâng ạ. Thì tôi có cho đưa về để là gặp bố nó, rồi gia đình. Và đến khi những ngày mai táng đó thì cháu vẫn sang là chống gầy, rồi làm các cái thủ tục của người con trai. Dạ vâng. Nhưng mà rồi thì đã 2 năm qua rồi, cháu vẫn đi lại. Những ngày giỗ của bố nó thì nó vẫn là về để là hương khói, rồi vào trong mộ mời bố về đi giỗ. Dạ. Và cũng cứ qua lại với bà nội, ông nội, rồi cái bà vợ bố nó đấy. Vâng ạ. Nhưng mà đến khi tôi hỏi là thế bây giờ có đổi họ cho cháu không? Nhận con. Vâng. Thì phải có họ, cùng họ với bố nó để nó hưởng quyền lợi và nghĩa vụ đóng góp của người con. Vâng. Nhưng mà khi bà nội nó và ông nội nó bảo là để tư tư xem có tốt được không ạ? Là nói như vậy. Dạ, vâng. Rồi đã mấy 2 năm nay rồi nhưng cũng không đả đồng định chuyển vào họ. Vâng. Nhưng mà họ thằng bé thì vẫn là mang trong họ của mẹ nó bên ngoài. Dạ. Và cháu ngoan lắm, cháu là năm nay là cháu thi đồ đại học Bách khoa Hà Nội, cháu dạ, đang vâng. Học online. Chúc mừng gia đình thì mình vẫn ạ. Đi lại là nếu như đã nhận cháu, nhận con thì phải đổi họ cho nó. Dạ, vâng, cũng là cái lý do rất là chính đáng. Vâng ạ. Chuyên gia Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện bác ạ. Xin mời ạ. Vâng ạ. Vâng, xin chào bà ngoại đúng không? Bà ngoại đấy ạ. Bà ngoại cứ mang cháu từ lúc còn bé nuôi nấng đến bây giờ cháu trưởng thành. Để xin hỏi là mẹ nó, tức là con gái bác ấy, khỏe không? Đang nói là bị chất độc da cam nhưng mà tình trạng thế nào? Mẹ của cháu bé đó là bị hai chân khuèo không đi được, nhưng người là vẫn vâng. Muốn bán. Ôi tốt rồi ạ, vâng. Thế là bây giờ là ba bà con ở với nhau đúng không? Bà này. Ba bà cháu ở với nhau. Rồi, vậy là mình dắt díu nhau từ những ngày tấm bé. Bây giờ cháu nó trưởng thành, nó là chàng trai, nó có hiếu, có nghĩa, nó học hành tử tế, nó đi đại học rồi. Đấy là một điều mà vô cùng hạnh phúc, đó là một điều vô cùng quan trọng.
cái việc mà cái bố nó ấy, mất xong rồi trước lúc mà mất đi cũng có muốn một cái tâm nguyện là được nhận họ nhận hàng. Thôi mình làm cho nó chọn nghĩa đạo tình của cái người mà trước lúc chết ấy, cho nó vui thôi. Chứ mình chẳng trông đợi gì ở cái bên đấy đâu. Không, thế, không trông đợi gì hết. Ừ, thế còn cái tên cái họ ấy mà, họ nào chả được. Mình, cháu mình, rồi mẹ nó đẻ ra, con mang họ mẹ là chuẩn. Ở nhiều dân tộc người ta gọi là mẫu hệ đấy, là con theo mẹ. Nhiều người ngày xưa chả biết là họ gì, cứ lấy họ Bác Hồ, họ Nguyễn cho nó lành. Ví dụ như vậy, thế thật ra thì cháu đang họ gì? Cháu là họ Nguyễn, nhưng mà họ mẹ là họ Đam. Rồi, bà không phải quan tâm, bởi vì thứ nhất là hàng xóm láng giềng, hai là bố nó mất rồi. Thế rồi về phía nhà mình thì cũng có một cái sự thế này, nó cũng không phải là đường đường chính chính. Mình đây là mình chen ngang, mình may mà ông kia bố nó là mất rồi, chứ còn không là cũng không bao giờ dám nói ra cái sự thật này đâu. Bố nó nghĩa là gì? Trong lúc đang có vợ con này đi quan hệ với mẹ nó là một cái người ngoài để mà có con, đấy là con ngoài gia thú, cũng không có tử tế gì đâu. Nhất là trong làng ngoài xóm người ta cũng có dị nghị, nhưng mà chẳng qua thôi, đằng nào bây giờ bố nó cũng mất rồi, cho nên bên kia người ta, nhất là bà vợ của ông ấy, bà vợ cả ấy, người ta cũng chẳng có ý kiến gì nữa. Thôi người chết chết mất rồi. Thế thì về phía bà, tôi nghĩ rằng là rất vui với cái mình đang có đi. Con gái nhà mình sau này có đứa con ngoan ngoãn làm chỗ nương tựa, rồi mình có già thì mình cũng không thấy áy náy, không phải lo cho là mẹ nó để sau này đi lại không kém cỏi như thế, rồi ai trông ai nom. Thế thôi, còn những cái nó không đáng giá trị. Giang bây giờ mà đổi về, về bên họ ấy này, đương nhiên là được chia một xào đất chẳng hạn, giá 3 tỷ chẳng hạn, thôi thì cũng cố. Thế nhưng mà được cái gì đâu. Cơ bản nó sống với nhau nó ở cái nghĩa, cái tình, nó ở cái lòng, chứ còn thì chuyển sang họ ấy mà rồi sống chẳng ra làm sao thì họ làm gì, đúng không ạ? Mà rách việc ra bây giờ đi ra ngoài chính quyền ấy, sao lại đổi? Muốn đổi thì phải có làm đơn, muốn làm đơn thì cái ông ấy phải sống dậy để mà xác nhận rằng đây là con ngoài gia thú của tôi. Còn đây cái người chết thì chết mất rồi, thì ai mà đi xác nhận là tôi với cô ấy có quan hệ và đây là con ruột của tôi, đúng không? Tự nhiên để đào bới những chuyện cũ lên làm gì? Vui với cái điều mình có và xin chúc mừng là bà này, mẹ cháu này và cháu đang có cuộc sống rất yên lành nhé. Vâng ạ. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ giúp cho gia đình của bác có được cái hướng giải quyết của mình ạ. Cảm ơn bác đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn ạ. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ Thanh Hóa. Vâng, tôi là Thanh Hóa đây. Dạ vâng. Tôi là muốn hỏi chương trình một việc. Dạ vâng, chúng tôi lắng nghe đây ạ. Nhà tôi ấy mà, nó gọi là cái bệnh zona thần kinh ở trong cái vùng kín. À, vâng ạ. Thế thì quan hệ có bị lây lan. Vâng, tức là anh hỏi cho bà xã đúng không ạ? Vâng. Chị nhà là năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh? Năm nay 50. À, 50, vâng. Câu hỏi của anh sẽ được chuyển tới bác sĩ. Xin mời bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ. Vâng, xin chào anh. Vâng, ừ, chị bị lâu chưa, được chẩn đoán lâu chưa? Lâu rồi chị. Nghĩa là mới có nửa tháng thôi. À, mới có nửa tháng. Thế và vâng. Đang điều trị à? Vâng, đang điều trị. Điều trị ở Bệnh viện Thanh Hóa ạ? Vâng. Vâng. Thế đặt thuốc à hay là uống? Cả uống cả bôi, vì nó có ra cả cái mép. Mép là zona hay là xùi màu gà? Người bác sĩ nói là zona thần kinh. À, thế à, vâng. Cái đấy thì chữa nó cũng hơi lâu. Thế và bây giờ cũng lo lắng là bị như thế mà vợ chồng gần nhau thì mình có bị lây không? Đúng không? Vâng. Thế từ cái hồi mà như vậy thì đã sinh hoạt lần nào chưa? Sợ không dám đi hỏi. Sợ không dám mà sợ lây bệnh không dám. Cái đó nó có thể lây đấy. Mà nhất là ở cái vùng kín. Vâng. Ừ, nó có tiết dịch. Nếu mà nó lại còn ở trong cái tình trạng viêm ấy thì nó gây tổn thương, nó gây xây xát nhá. Vâng. Thế và mình cũng lại xác định rằng là cho dù cái tỷ lệ mà lây nó cao hay thấp, thế nhưng mà khi mà gần nhau thì nó cũng không sung sướng gì, và lại trong một cái tâm lý rằng sợ sợ thì nó cũng chả thấy khoái cảm gì. Đúng không ạ? Cũng có là bây giờ thấy như thế rồi, vì không nghĩ đến cái chuyện là đúng nó ảnh hưởng, nhưng mà cái sợ là nó lây sang nam giới. Nó lây sang nam giới và nó lại làm đau vợ. Cả hai cùng khổ. Đúng không? Thế thì nếu mà chỉ lo là nó lây sang mình thì mình đã có bao cao su mà.
không, về giờ thì nhà tôi nó mẩn mẩn kinh lâu rồi, cho nên chả cần cái nữa. Vợ chồng có phải là người ngoài à, thế bây giờ anh đang lo bị lây bệnh mà. Vâng. Ừ, bao cao su có phải chỉ để tránh thai đâu, nó còn để tránh các bệnh, và đặc biệt là cái bệnh ở đường đó, đúng không? Vâng. Thế thì cứ bao cao su cho nó yên lành, và nó cũng còn đỡ bị. Tại vì chị là bị zona thì nó cũng cần phải giữ sạch sẽ. Thì bản thân cái việc đấy cũng giữ cho vợ. Cái hiện tượng viêm của vợ ấy nhá, nó cũng đỡ hơn. Đó, và bản thân mình thì không biết là như thế nào thì mình cũng được bảo vệ. Nhưng mà thì với là nếu mà khỏi thì vẫn có lây không cô? Khỏi rồi thì làm sao mà lây? Và zona thì chữa hơi lâu chứ không phải nhanh đâu. Thôi thì chịu khó khắc phục, và chồng mà gì nè, nó có vấn đề gì mà phải vội vàng phải dây cao su mà nó là mất cảm hứng cả hai vợ chồng. Cái đấy tùy theo cái cảm xúc của anh. Có những người thì người ta bảo cái bao cao su nó bảo vệ thì nó mới có cảm xúc dâng trào, nó mới không sợ nọ, không sợ kia. Thế còn anh thì có vẻ như là lại thấy rằng bao cao su thì nó lại làm cho anh có suy nghĩ khác đi. Thì cái đấy tùy anh, nhưng rõ ràng bao cao su là để bảo vệ anh và bảo vệ vợ. Nhá. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Chúng tôi cũng xin chúc hai vợ chồng của anh sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Vâng, xin chào ạ. Vâng, xin chào chị ạ. Vâng, câu hỏi của chị là gì đấy ạ? Chị ơi, chị cho em hỏi, có nghĩa là bây giờ em lấy chồng được 10 năm rồi ấy, thì chồng em mấy năm đầu thì đi làm đưa cho em được tiền. Vâng. Nhưng mấy, có nghĩa là 5 năm về đây ấy, anh ấy đi làm anh không đưa cho em được một đồng nào. Vâng. Thì có nghĩa là cái đợt vừa rồi vợ chồng em xô xát ấy, thì anh ấy bảo em là lấy nhau được 10 năm thì em cho ra được 2 lần thai ấy. Thì hôm ấy anh ấy bảo em là mày đã giết con mày, thế em gào lên em chửi, thế là anh ấy đuổi em. Thế bây giờ 5 năm về đây anh ấy không chơi bời, anh ấy báo lọ 2 lần liền. Thì anh ấy bảo à, thì em bảo là thôi tốt nhất bây giờ không sống chung được thì hai đứa con ấy, một đứa nuôi một đứa. Ông nội ấy bảo là tao không cho nuôi đứa nào, thì theo anh là bây giờ em có nên bỏ hay là tiếp tục với một người chồng như thế không ạ? Vâng, xin rất là chia sẻ với hoàn cảnh của chị. Tức là hai vợ chồng mâu thuẫn đến bây giờ cũng không phải là chỉ là vấn đề kinh tế, vấn đề tài chính nữa đúng không ạ? Rất là nhiều cái vấn đề phức tạp của cuộc sống. Anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình chúng tôi đang trong phòng thu, và anh sẽ tiếp chuyện với chị. Xin mời ạ. Rồi, xin chào Hương Yên. Vâng, xin chào anh ạ. Cuộc sống hiện nay thế nào? Có đi làm ăn gì được chưa hay vẫn ở nhà? Em về thế nào, em về ngoại được tháng nay rồi, thế là em xin đi làm công ty rồi anh ạ. Về ngoại tức là trước thì mình ở đâu? Trước là mình ở nhà nội, thì nhà nội ở đâu, trước... nhà ngoại ở đâu? Nhà nội thì cách nhà em 7 cây anh ạ. Thế là mình dọn về ông bà ngoại. Con nhà mình lớn chưa, các cháu lớn chưa? Cháu lớn thì được 9 tuổi mà cháu bé thì được 7 tuổi anh ạ. Ôi cũng còn bé thế, thế có đứa nào theo mẹ không hay là... Có nghĩa là hôm em bảo nó đi thì nó bảo là nó ở đây nó học. Thế là ông cứ giữ nó ở lại anh ạ. Ông nội gì? Vâng, ông nội ạ. Và hiện nay thì là nhà ông bà nội có khấm khá không, có điều kiện để cho các con không? Các con nó có học hành? Có nghĩa là cũng bình thường ấy. Vâng. Rồi. Thế còn cái vấn đề mà mình cay nhất mà mình phải ra đi là cái gì nhỉ? Có nghĩa là vợ chồng em sống với nhau 10 năm rồi anh ạ. Nhưng có nghĩa năm 2017 ấy, thế là chồng em báo lọ, xong là mấy cả em bị sảy thai ấy. Thế ở với nhau được 10 năm. 4 năm đầu thì anh đi làm anh đưa tiền, còn mấy năm về đây ấy, anh đi làm anh không đưa cho em một đồng nào. Thế có nghĩa là trong năm vừa rồi thì báo lọ, xong bây giờ lại báo lọ nữa. Thế là vợ chồng, có nghĩa là em chỉ bảo là anh cứ làm rồi anh trả lọ, còn tiền thức ăn thức uống chi trả lại em trả hết. Nhưng nay nhà em kiếm chuyện, mai nhà em kiếm chuyện ấy. Xong mà nhà em còn có nghĩa là nhập mật khẩu Facebook của em, tài khoản của em, tài khoản Facebook ấy, để theo dõi em anh ạ. Tóm lại thì anh ấy không đưa tiền bởi vì anh đi làm anh cờ bạc, đúng không? Vâng. Cờ bạc cho nên nó lại thua lỗ lại còn không những là cái tiền lương ấy chẳng có được đồng nào còn mang về mà lại còn có nợ nữa. Vâng, vâng. Thế và mình có bị trả nợ cho anh ấy trăm nào không? Có nghĩa là em không phải trả nợ, nhưng em chỉ trả nợ cho 10 triệu thế nào.
mang đi giả lợ, thế là hôm sau là cãi nhau, thế là vùng vằng, thế là đuổi em đấy. Ừ. Thì bây giờ em muốn hỏi chương trình là có nghĩa là anh ấy cũng có nghĩa là cũng không đánh đập gì, nhưng hôm ấy là anh tìm cái tip mới là định tìm ghế định phang em, nhưng may ông giữ được ấy. Có nghĩa là vợ chồng em cãi nhau nhiều lần rồi anh ạ, chứ không phải là một lần này. Thế có nghĩa là em về ngoại 2 lần rồi, nhưng lần này thì các em nó cũng khuyên là chị ở đấy anh đi làm anh không đưa tiền cho là một, với cả vợ chồng hay trục trặc cãi nhau ấy. Thế là 2 nữa, với cả bây giờ chị còn trẻ mà chị không làm, xong là làm xong là cứ nuôi gia đình anh ý, xong là đến lúc già rồi tiền không chả có đồng nào rồi nếu trắng tay ra đúng không? Vâng, cho nên là mình còn trẻ, bây giờ mình không làm thì đến lúc lại già thì lấy tiền đâu hả anh đấy. Thì các em cũng bảo là thì chị cứ làm, chị bao giờ con chị nó lớn thì đấy cho nó, thì em cũng chẳng biết là mình nên làm thế nào ấy anh, nên em gọi lên chương trình thì mong anh có lời khuyên cho em. Thật ra thế này này, giá như mình cái chuyện là vợ chồng mà thỉnh thoảng cãi nhau rồi để dọa tìm cái ghế rồi mắng mỏ nhau thì chắc là cũng nhà nào cũng có, chứ cũng không phải là kinh khủng gì. Vấn đề lớn nhất của anh ấy chính là một người đàn ông không trưởng thành, tuổi ấy rồi cứ ham ăn ham chơi, đi bò ra đi làm để rồi có lấy tiền để nướng và nuôi những cái ông đề ông bạc ấy, rồi cuối cùng mình có được gì đâu, mang nợ vào người đúng không? Thế thì bởi vì lại còn chung sống với ông bà nội, mà chắc ông bà nội cũng có bù trì cho, chứ còn một mình làm sao mà nuôi đủ cả chồng lẫn con đúng không? Vâng. Tức là mình về mình cũng nộp tiền ăn cho bà nội, thế là bà nội là chi chiếc cả gia đình đúng không? Bà mất rồi, bây giờ chỉ còn mỗi mình ông thôi anh ạ. Rồi, nhưng tóm lại thì là mình có muốn thế này không? Mình vẫn đi làm này, mình vẫn chung sống vợ chồng này, nhưng mà ra một cái điều kiện là thôi thì chưa đưa lương được, nhưng mà chịu khó mà làm mà ăn và trả nợ đi, rồi bao giờ hết nợ thì rồi tính sau. Thế và mình thì kiên quyết không bao giờ đưa tiền của mình để cho ông đi trả nợ cái cờ bạc này, hay là một cái gì đó quản lý thật chặt tiền bạc, để mình thứ nhất là lo cái cuộc sống hàng ngày, thứ hai là nếu còn dư giả thì mình phải biết giữ để mình tiết kiệm. Đó, mình cũng có tí vốn liếng như các em nó nói là đúng đấy, rất nhiều người phụ nữ cả một cái cuộc đời đi đâm đầu đổ đuôi làm, xong rồi hết nuôi chồng ăn bám lại nuôi con, tất nhiên cùng chồng để nuôi con thì nó là cái khác, còn đây là bò ra để nuôi cả chồng cả con, xong đến lúc mà già rồi thì mình chả được có một cái đồng nào, không hề có một cái đồng tiền nào để gọi là tiết kiệm, lúc ốm đau ra lại toàn đi nhờ bên ngoại với những chị em ruột nhà mình, cũng khổ lắm. Chứ còn thì nhưng mà thực ra này mình có còn quý ông, còn thương ông không? Ngoài cái chuyện đuổi đánh mấy lần nữa thì nghĩ rằng bây giờ mà chia tay có tiếc không? Ông còn có cái điều gì đáng yêu không? Có nghĩa là nhiều lúc thì em nghĩ là mình cũng có nghĩa là bây giờ cái xã hội này thì bây giờ chơi bời nó nhiều ấy. Nhưng bây giờ anh tính là 3-4 lần rồi nói không được thì em bảo là thôi nếu mà ở bên cạnh anh ấy mà không làm anh thay đổi được thì anh cứ chơi hết lần này lần nọ, mà em khuyên bảo nhiều lần rồi chứ không phải em không khuyên. Nếu mà em không làm anh thay đổi được thì thôi tốt nhất là cứ sống đi thân ạ. Thật ra thì với những ông đàn ông gia trưởng mà vợ nói thì cũng chẳng nghe đâu, cho nên đôi khi những người vợ bảo em cũng khuyên hết nước hết cái, thật ra các ông có phải là ngu với dại đâu. Vâng, 34 tuổi rồi. Thế cho nên là không ngu không dại, chứ mà lại còn vợ nói nữa thì có khi lại quắc mắt để thế nào thế kia, cho nên là thôi mình cũng không mất công mất sức gì, cũng là bố của 2 đứa con, cũng ra đời cũng là ông này ông nọ rồi, khôn thì sống dại thì chết thôi, chứ vợ dạy làm sao được đúng không? Mà dạy rồi lại mang nhưng tiếng lắm mồm lắm điều. Bản tính của anh ấy là cũng hay nói dối lắm anh ạ. Đã đủ cái xấu thì nó đủ các xấu, cờ bạc rượu chè trai gái rồi còn lừa đảo rồi lại nói nọ nói kia, kể tội giờ thì nhiều lắm, lại còn ở bẩn nữa, rồi lại còn lười không làm việc nhà, rồi lại ít kèm cặp con học, thế rồi thậm chí là kể một lúc nữa là lại còn mỗi tháng chỉ có quan hệ với vợ có 1-2 lần, ví dụ nhiều tội lắm. Thế nhưng mà bây giờ thế này, có mấy hướng, một là tiếp tục trở về chung sống để mình chăm sóc con mình vì con nó cũng còn nhỏ, và mình cũng không gây sự để ông ấy đánh đập gì nữa, tiền mình cũng quản lý rất chặt, mình không đòi hỏi ông ấy là tốt lắm rồi, chứ còn cũng không có buông với thả gì, vì kiếm được đồng tiền rất là vất vả. Thế còn nếu thấy không thể tiếp tục được nữa thì bước đầu tiên là ban nãy mình nói là ly thân đấy, hiện nay là 2 đứa con ở với bố với ông nội, có nhà có cửa thì các con cũng quen ở đấy rồi cũng đi học thì nó cũng không rơi vào cái hoàn cảnh gì gọi là lang thang để mà mình phải quá lo.
Mình cũng chẳng phải đi đâu để mà đến nỗi không nhìn mặt, thỉnh thoảng rảnh rỗi vẫn về thăm các con, vẫn mua đồ về cho chúng nó nọ kia. Còn mình thì đi làm, thế rồi mình ở nhà ngoại. Ít nhất để cho ông ấy cảm thấy rằng này là xấu hổ quá, nhục với bạn với bè quá. Đàn ông đàn an chả làm nó gì, sống chả vô tích sự, để giờ vợ nó chán nó bỏ đi rồi. Để xem xong có lay động một cái lương tri hay tâm thức của ông để ông có cái thay đổi không. Tức là ông ấy mà không tự thì chẳng ai bắt được ông ấy thay đổi đâu mà. Và anh ơi, em ngăn lời tí mà mới một tháng, có nghĩa là lần nọ là em vay cho 10 triệu ấy. Thế xong mới bảo em mà rồi tao sẽ trả mày. Thế hôm qua hôm kia em vào thăm cháu thì thấy ông bố chồng em với cả chồng em bảo là mang ra trả 10 triệu nhưng trả này không đưa tận tay em mà lại đưa cho ông anh họ em ấy. Nhưng không trả anh ạ, nói dối em anh ạ. Em nghĩ như thế này em cũng không bảo là chắc chắn không thay đổi được. Em về em hỏi ông anh họ em. À tức là từ ông bố đến ông con bảo là giả rồi nhưng mà gửi qua bác nọ bác kia đúng không? Thế nhưng hóa ra là con đưa đâu. Chưa trả. Đấy em ạ, thế mà đã nói dối rồi đấy. Rồi. Thôi thì chưa có nhưng mà lại sĩ diện thế ra thà bảo tao chưa có tao chưa trả, nếu bao giờ tao có tao trả thì có khi còn đỡ đúng không? Thôi chỉ có mấy phương án, một là về chung sống với lũ nhưng mà mình phải biết giữ thân mình, hai là ở ly thân một thời gian mà thấy rằng nó vẫn cứ nhẹ nhàng, chẳng thấy nó đau đớn, chẳng thấy đêm không ngủ được nhớ chồng, thì mình đến chuyển bước tiếp theo đó là ly hôn đúng không? Chứ còn người ta mà gọi là tội tày đình, bây giờ ông ấy rượu chè nát bét, suốt ngày cầm dao bầu đuổi vợ khắp thôn xóm, sống trong một cái cảnh nơm nớp lo, chỉ sợ là hở ra là ông ấy chém hoặc là vay nợ nhiều, bây giờ đầu gấu nó đến nó quây nhà, nó sắp tới nó thế nọ thế kia, nó tịch thu nhà, nó cắm cả sổ đỏ để thế này thế khác thì nó kinh khủng quá. Thì rồi mình cũng phải giải thoát thoát thân. Nhưng trong cái trường hợp này thì cũng có thể tạm gọi là chưa đến nỗi nào. Đúng là khó chịu thật, nhưng mà cũng chưa đến nỗi nào. Thì mình cứ ly thân một thời gian xong rồi, để đôi bên cùng ngẫm nghĩ xem là nếu mình ở ly thân mà cũng thấy chẳng làm sao, thậm chí mình còn vui vẻ hơn, còn lên cân mỗi tháng mấy cân. Ngoài đi làm công ty buổi tối, đi với chị em lên trên phố huyện để uống cà phê, uống trà đá. Xong rồi là các con thì nó là con trai, nó lại cũng lại thân với bố với ông nội, lại thấy nó chả nhớ gì đến mẹ, không thấy nó khóc mếu gọi điện mẹ ơi mẹ về với con chẳng hạn. Thôi mình sẽ lại tính khác nhá. Vâng, chúc chị sẽ gặp may mắn trong cuộc sống nhá. Xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta cùng chuyển sang điện thoại khác. Của điện thoại gọi đến từ tỉnh Phú Thọ. Alo. Vâng, xin chào chương trình nhé. Em chào anh cô chị. Em có câu hỏi là em đang bị một cái u xơ tử cung. Vâng. Thế em đi khám thì bác sĩ tư vấn là không phải mổ. Thế vâng. Nhưng mà em sợ là không phải mổ thì để lâu thì nó có bị thành u dữ không ạ? À vâng. Câu hỏi của chị là về vấn đề u xơ tử cung đúng không ạ? Năm nay mình bao nhiêu tuổi nhỉ? Em 48 tuổi. À, chắc là chị cũng đã có gia đình riêng rồi đúng không ạ? Có ngoại rồi. À có cháu ngoại rồi. Vâng. Bà ngoại trẻ quá. Vâng, câu hỏi của bà ngoại sẽ được gửi tới bác sĩ Vũ Minh Phượng nhé. Xin mời bác sĩ tư vấn ạ. Rồi, chào bà ngoại. Em chào bác sĩ ạ. Ừ, thế 48 tuổi là cái tuổi mình đang ở cái tuổi nào đấy, có biết không? Dạ, em đang ở cái tuổi chuẩn bị tiền lắm, kinh mà cho bác sĩ nhiều lắm bác sĩ ạ. Nó nhiều thứ, nó đến nó phức tạp lắm đúng không? Ờ, thế làm sao tự nhiên lại đi khám? Em ngày trước có bà chị gái em là bà bị u nang buồng trứng. Thế bà nằm ở viện ca thì em cứ đi nuôi bà xong là em sợ. Là em cứ phải đi kiểm tra mà em hay đi khám định kỳ 3 tháng một lần, 6 tháng một lần. Thế bà phát hiện ra cái nhân xơ tử cung này là mấy tháng rồi? Em phát hiện ra mấy năm nay rồi nhưng mà em uống thuốc thì nó cứ ở mức đấy thôi chị ạ. Thuốc gì? Em uống thuốc Nga Phụ Khang rồi thuốc Tây ở bệnh viện bán với em. Thế nó có ra máu hay nó có gì không? Không, em vẫn thấy bình thường, vẫn thấy tháng bình thường, nó vẫn thấy đều bình thường. Nhưng mà em sợ là bác sĩ tư vấn là không nên mổ ấy. Giờ mà kiểu ngoài 50 mà bao giờ nó hết cung thì là nó không cứ để đấy. Thì nếu mà bao giờ mà nó mà thấy nó vong máu nhiều ấy thì mới mổ, mà không thì thôi. Thì em thấy bình thường, em cứ uống thuốc đi.
Chắc là tại vì trong cuộc sống nó chả có cái gì lo nữa, cho nên bây giờ có một cái nhân sơ cứ tập trung vào nó để lo thôi nhé. Chứ người mà có nhiều cái việc lo ấy, thì cái việc đấy là việc nhỏ, mà lại còn xác định được là mình ở cái tuổi tiền mãn kinh, tức là cái rối loạn nội tiết ấy. Đấy, thế và rất nhiều trường hợp thì sau khi mà mãn kinh rồi thì nó bay đi đâu, chả mổ chả xẻ gì, đi siêu âm mãi, tìm mãi, báo bác sĩ siêu âm lại nữa đi. Rõ ràng trước tôi có một cái nhân sơ 3cm mà vân vân, bác sĩ bảo bây giờ không có. Thế thì là nó lại đi mất rồi. Vâng. Nhá. Thế mình vâng. là cái người mà cũng cẩn thận cho sức khỏe, việc đấy là rất tốt. Thì cứ vâng. bình tĩnh và quên nó đi, xong 3 tháng, 6 tháng lại đi kiểm tra một lần. Vâng. Em vẫn đi kiểm tra bình thường, mà em chỉ sợ là để lâu nó có thành cái bị căn hay không ấy, nên là em mới sợ ấy. Lâu là rất lâu, mà 3 tháng mình đã kiểm tra thì lại phát hiện được, cho nên sợ gì. Thế bây giờ cứ 6 tháng kiểm tra một lần nha. Không, hồi này em không xuống bệnh viện ca mà em lên bệnh viện ở huyện gần đây. Thì bác sĩ cho em hỏi một câu hỏi như này nữa. Thì bây giờ hai vợ chồng em là 48 tuổi, chồng em cũng 48 tuổi. Thì cái việc sinh hoạt vợ chồng ấy, nhưng mà một tuần 4 lần cứ đều có nhiều quá không? Chồng em. Ông ấy có bảo nhiều không? Ông ấy khỏe. Thế mình có mệt không? Em cũng bình thường, bình thường em ấy nha, ông chồng em thì cũng tương đương sức khỏe với nhau. Thế là thấy rằng là 4 lần nhưng mà chả ảnh hưởng gì sức khỏe quá, mà yêu thương nhau hơn đúng không? Vậy thì cứ thế, có người 4 lần, có người chỉ 2 lần đã mệt rũ ra thì là không nên. Nhưng mà theo như bác sĩ như thế là có phải là độ tuổi như thế, là có phải sinh hoạt như thế hoặc là giảm hơn không, được không hay như nào? Cứ muốn sao mà cả hai bên cùng vui vẻ là cứ thế mà tiến thôi nha. Còn nếu mà ông ấy cứ đòi 4 lần nhưng mà em thấy em bị tra tấn quá rồi, ôi em cần phải ngủ, em cần thế nọ thế kia, rồi hôm sau em mệt ra thì lúc đấy cần phải giảm xuống. Còn bây giờ em cũng vui mà chồng em thì cũng thích, vậy thì cứ như thế mà sống thôi. Vâng ạ. Cảm ơn chương trình. Em cảm ơn bác sĩ nhé. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Chúng tôi cũng gửi lời chúc hai vợ chồng của chị sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình nhé. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ. Chúng ta cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Nam. Alo. Vâng ạ, tôi nghe đây. Tôi có thằng con mà 35 tuổi rồi mà đang mỗi lần hối lập gia đình là nổi cá. Mà không chịu lập gia đình thì thấy tháng tuổi quá rồi mà nhiều cái cũng qua mỗi lần hối lần qua nổi cá lên là ô rằng rằng đấy. Dạ, vâng, chị đang rất là sốt ruột cho con trai của mình cũng đã ngoài 30, tuy nhiên thì chưa lập gia đình đúng không ạ? Vâng, rất là chia sẻ với cái tâm trạng của mẹ nhé. Câu hỏi của chị sẽ được gửi tới chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Chuyên gia sẽ trò chuyện với chị, xin mời ạ. Rồi, xin chào chị. Mình ở Quảng Nam đúng không? Tôi ở Quảng Nam. Vâng, vâng. Tôi nhắc lại cái vấn đề nhé, tức là con trai mình 35 rồi đúng không? Rất chịu khó làm ăn. Nhưng chả chịu lấy vợ yêu đương gì mà cứ nhắc đến nó thì nó nổi đoá lên, nó vùng vằng đúng không? Đúng rồi. Nhà mình có nhiều con không? Mỗi cậu này hả? Có một đứa. Mỗi một đứa. Cháu nó có học hành gì hay là nó học hết phổ thông rồi nó ở nhà nó làm nghề? Trước đây thì học đại học Bách Khoa Hà Nam. Ồ. Bắt đầu thấy gia đình khó khăn, cứ đi làm ăn. Rồi. Làm ăn rồi học từ cho, trong khi lồm á là góp giấu trong quài rồi mới mấy bọn có rồi thua lỗ thất bại có rồi buồn bực cũng không về mấy năm ở Sài Gòn, mấy năm không về, có rồi 3 năm xa nay mới lồm ăn được rồi cứ có gì. Chị nói là mấy năm trước ấy là đang học Bách Khoa, học được 2 năm thì bỏ nửa chừng, nhưng sau đấy thì vẫn cứ học tiếp tục từ xa đúng không? Và cùng với mấy người bạn mở công ty làm ăn ở trong Sài Gòn nhưng mà thua lỗ, cho nên là cũng chán đời, cho nên cũng không về nhà mấy. Mà 3 năm trở lại đây thì mới bắt đầu mới dám về nhà đúng không? 3 năm trở lại đây lồm ăn được rồi. Lồm ăn được rồi thì mới dám về. Gia đình là cứ nấu cá Thế bây giờ thì bạn ấy đang ở Sài Gòn hay bạn ở nhà? Đang ở Sài Gòn. Rồi. Thế xong rồi làm ăn nó có khá khá không? Bọn anh này thì làm ăn khó rồi. Rồi, có bao giờ hỗ trợ mẹ tiền không? Có. Mấy năm trước là thất vợ thua lỗ rồi, ở nhà họ ngay khó rồi, họ đồng đủ thứ. Rồi. Không gì.
Thế xong rồi mình định hướng cho bạn ấy là lấy vợ ở Quảng Nam hay là lấy ở trong Sài Gòn? Trước kia là gia đình còn nghèo khổ là cứ nuôi là từ từ, chứ gia đình mình nghèo khổ khó khăn rồi về rồi là thanh khay rồi nó khóc. Còn giờ nữa là thâu ở mô cũng được. Ừ. Này, mình là người mẹ, mình có quan sát thấy con nó có mạnh mẽ, khỏe mạnh không? Ngày xưa học phổ thông nó có bạn gái, bạn trai gì không? Có không? Có hồi đó không? Thì cũng không thấy. Mình thì hoàn toàn ở xa, mình chẳng nắm được tình hình của con. Chỉ biết nó bảo nó làm ở trong Sài Gòn, biết vậy thôi. Chứ mình cụ thể mình cũng không biết nó làm cái gì. Còn tháng nó thu nhập được bao nhiêu, nó ở nhà trọ, nhà thuê thế nào. Nó đang thuê ở chung với một cô gái hay là với một nhóm bạn hay thuê nhà riêng gì đúng không? Ở phòng trọ nhưng mà lồn nó là lồn có công nghệ thông tin. Ừ, làm công nghệ thông tin ở thì ở nhà trọ. Biết trong phòng. Rồi, thật ra cũng có lẽ thế này, tôi muốn hỏi thế bởi vì trừ những trường hợp là những người con trai mà người ta có những khiếm khuyết gì về mặt giới tính, hoặc là những người đồng tính, tức là nó lại cứ thích con trai. Chứ còn thì nếu như tất mọi sự nó bình thường thì chẳng sớm thì muộn cũng sẽ có lúc bạn ấy muốn lấy vợ. Tuy nhiên trong hoàn cảnh này, 35 thì đối với mẹ là nhiều tuổi nhưng với bạn ấy thì cũng chưa phải là quá nhiều. Đặc biệt là lại dân ở Quảng Nam và muốn sinh cơ lập nghiệp ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì trong tay cũng phải có vốn, có liếng, có đồng tiền bát gạo. Mấy năm vừa rồi đã thua lỗ thì đã đầu óc nó đã chán rồi, cho nên cũng chẳng nghĩ gì đến là lấy vợ. Bây giờ mới làm ăn được 1-2 năm như mẹ nói đấy, nhưng mà vẫn còn đang gì ở nhà trọ. Thế xong rồi còn bò ra đi làm công ty công nghệ thông tin, suốt ngày ôm máy tính, không còn có thời gian để hẹn hò, lại còn ở nhà trọ, bây giờ muốn lấy ai? Thế thì nghĩ đi nghĩ lại nó cũng khó. Cho nên là bạn ấy cũng sẽ lấy vợ, cũng sẽ có người yêu khi bạn ấy cảm nhận thấy rằng là mình là con trai đàn ông. Muốn tán tỉnh ai thì con gái người ta cũng phải nhìn vào xem cái người ấy như thế nào. Cũng phải giới thiệu là anh làm bây giờ là anh với đứa bạn làm ở công ty phần mềm hay là về công nghệ thông tin, IT gì đấy như mẹ vừa nói đấy. Tháng cũng được đôi chục, ở nhà trọ cũng mất mấy triệu rồi, còn ăn uống cũng phải thế nọ thế kia. Tức là vẫn là một anh mà nó chưa có gì ở trong tay lắm và bạn chưa đủ tự tin để nghĩ đến chuyện kết hôn. Nên mẹ không quá lo. Chỉ trừ trường hợp bạn ấy lệch lạc gì đấy, bây giờ mẹ lại phát hiện thấy là bảo nó lấy vợ nó không lấy, nhưng mà nó lại chung sống với một anh như vợ chồng. Mà lại có lần lại còn phát hiện thấy chúng nó sống tù lum tà la, nó rủ 3-4 bạn gái về nữa, nó sống như bầy đàn, nó lệch lạc về cái lối sống thì mình mới lo. Còn con bây giờ nó cũng thót ruột rồi chứ, mình giai tỉnh lẻ mà muốn định cư sinh sống ở Sài Gòn cũng phải ra tấm ra món, cũng chưa đủ tự tin để mà đến với ai. Thế còn nếu mà nó lại muốn về Đà Nẵng hoặc là về Quảng Nam, nó làm cho gần mẹ để sau này còn gần gia đình thì có thể nó sẽ đỡ hơn. Đúng không? Chứ còn thì đất Sài Gòn là một cái đất mà cần một cái sự cạnh tranh, muốn sống được ở đấy thì về nghề nghiệp thì cũng phải đàng hoàng tử tế, rồi thu nhập thì cũng có thể cao đấy, nhưng mà những cái chi phí nó cũng lớn lắm. Con nó chưa có những cái tích lũy gì thì bảo nó là cứ lấy vợ đi thì nó bảo lấy ai, lấy làm sao, đúng không? Mà đang hầu nói chừng là không thấy có bọn rứa gì nhỏ, nhưng mà hồi trước thì mấy năm trước thì có nghe nó có quen hơi đứa trăng nữa, hơi lần đứa đào rồi hết, rồi đứa xa cũng hết, là hơi lần hơi đứa mà đang đánh nhau đánh được là thế thì yên tâm rồi. Mẹ đã thấy có hai lần hai đứa thì có hồi thích con gái, mà mỗi lần là một cô như thế, nghĩa là yên tâm về là bạn là con trai, bạn ấy không có vấn đề gì lệch lạc. Tuy có thể chưa lấy vợ nhưng mà hiện nay nó vẫn có người yêu, có khi nó cũng cứ chung sống với nhau, chưa chắc mẹ đã biết được đâu. Thôi nó trưởng thành rồi, 35 tuổi rồi, mình ngồi đấy mình lo cũng chẳng được, mình thúc giục cũng không được đâu. Chỉ có lúc nào mà thỉnh thoảng bạn ấy về thì mình cũng giả vờ buồn buồn một chút. Trời ơi, 35 tuổi rồi, bao giờ tôi mới có cháu nội để bế đây, hay là con thế nợ, hay là con thế kia, hay là mình làm ăn ở trong ấy nó khó khăn quá thì con xem có chuyển về gần rồi là ban ngày đi làm, tối về ăn cơm mẹ, lấy vợ ở quanh gần gần đây thôi. Những cô gái cũng hiền lành, cùng đất quê nhà ta, người ta không có đòi hỏi gì quá nhiều. Ví dụ như vậy, hướng sang có được, còn không thì kệ. Biết chắc con là mình là đàn ông thật sự rồi. Mấy lần có người yêu, mấy lần có bạn gái, thế là ok. Còn thì lúc nào mà bạn ấy đủ tự tin về tài năng kinh tế thì bạn sẽ lấy vợ. Vâng, xin được gửi lời chúc gia đình của chị sẽ luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc, và chị cũng sớm tìm được con dâu như ý nhé. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ.
quý thính giả thân mến, cuộc điện thoại vừa rồi cũng đã kết thúc 45 phút phát sóng của chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu của chúng ta ngày hôm nay. Tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình Cửa sổ tình yêu tuần sau qua số điện thoại 02438262625.